Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Vốn lại tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn hàng về ngập tràn. Đấy, các cái mặt hàng Tết phục vụ các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái massage chân các bác nhá. Cái này các bác gọi là massage chân được mà gọi là thảm massage cũng được. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái miếng thảm như này và nó sử dụng bằng cả là bằng điện và nó là dạng là bằng pin như này nhá. Đấy, nút màu đỏ này là nút bật nguồn này, nút dấu cộng này, nút bật nguồn, nút dấu trừ này, nút tắt nguồn này. Đấy, còn chữ M này thì các bác sẽ là thay đổi chế độ nhá. Các bác lắp vào đây cho em, lắp vào hai cái mắt này và cái này thì nó sẽ có cho các bác là một cái chân sạc như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là cái này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là massage chân nhá, giá sẽ là 60k. Lên cho em là thả massage chân thôi, massage chân này, massage chân giá sẽ là 60k nhá. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy Foot Massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến 3 chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng. Thảm massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy Foot Massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến 3 chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 thôi các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết. Giá thì sẽ là 160.000 cho một bộ như này. Sản phẩm thì nó sẽ là thép CLV không gỉ, mạ chrome, sáng bóng đẹp, vừa bền đẹp, vừa chắc chắn. Và giá rất hợp lý nha, chỉ có 160.000 cho một bộ này thôi. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nguyên một cái tay lắc như này đã phải mất cả 100 đến 120.000 rồi các nhá. Đấy, mà bên shop bán cho bác cả một bộ như này, bao gồm cho bác là một tay công này. Đấy. Đấy, một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu nhá. Một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu như này. Khẩu của nó thì sẽ là từ 8 đến 24 nhá. Từ 8 đến 24. Đó. Các bác có thể lắp trực tiếp này được luôn. Lắp trực tiếp này để mình sử dụng này. Đấy, lắp trực tiếp này. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều cho các bác luôn. Ngoài ra thì các bác có thể lắp vào cái tay nối dài này để đưa vào các cái vị trí xa này. Đấy, các cái vị trí xa thì mình đưa con nối dài này vào. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là khẩu 12 chi tiết nhá. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua một cái tay công này thôi đã phải 120-150 rồi. Thế mà một cái bộ khẩu 12 như này giá chỉ có 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khẩu 12 nhá. Khẩu 12 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái LED pháo hoa nhá. LED pháo hoa. Đây, đấy. Nó rất là đẹp luôn. Các bác lắp đặt thì rất là dễ dàng. Và giá thì sẽ là 180.000 nhá. 180k cho một bộ LED pháo hoa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Lắp lên nó sẽ như này này. Rất đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy, lắp lên nó sẽ như này, rất là đẹp cho các bác sử dụng nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một bộ LED pháo hoa này thôi. Lắp đặt thì rất là dễ dàng và sử dụng thì cũng rất là tiện ích luôn. Đấy. Rất tuyệt vời luôn nha. Các bác có thể dùng điều khiển trực tiếp này hoặc là dùng qua các app nha. Ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là
cái bộ mũi khoan đa năng nhé. Một hộp này của nó thì sẽ là 1, 2, 3, 4, 5 mũi như này. Một hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, một hộp 5 mũi. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhé. 5 mũi khoan đa năng đen như này. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen rất là tiện ích luôn. Mũi kế các bác có thể khoan trên mọi chất liệu, trên mọi đường mặt. Giá thì sẽ là 110k nhé. 110.000. Lên cho em hộp 5 mũi khoan đa năng đen. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là cái gì nhỉ? À, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái thuốc trị thuốc bôi trĩ các bác nhá, thuốc bôi trĩ. Đấy, thuốc bôi trĩ thì nó sẽ là dạng kem nhá. Bác nào chuyên bị trĩ nội trĩ ngoại này, đau bôi trĩ rồi co bôi trĩ xa bôi trĩ các bác dùng cái này cho em. Đấy, trĩ nội trĩ ngoại đều dùng được hết nhá. Đấy, đau co rồi xa bôi trĩ các bác dùng cho em đều ok hết nhá. Nó là dạng kem, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Đấy, kem dùng rất là tốt và an toàn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bao nhiêu nhỉ? Một cái lọ thuốc kem trĩ như này giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k. Cái này thì lâu lắm rồi bên shop mới lại có hàng về thôi. Và giá rất hợp lý nhá, 30k. Đấy, bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ xa bố trĩ đều dùng được hết nhá. Hàng của Ditami các bác này. Đấy, rất là tiện ích và an toàn cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời. Đấy, thì hôm trước hết hàng, đợt này mới lại có hàng về nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay bằng tre này. Đấy. Tiếp theo là một cái khăn này, một cái khăn lau này, một cái âu để các bác một cái khay đựng nước này. Đấy. Và bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên. Cái chuyên này thì nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi, chuyên trong lòng bàn tay này các bác nhá. Đấy, một chuyên này. Đấy, tiếp theo là một cái hũ đựng trà này. Hũ đựng trà này thì so với cái chuyên này thì các bác sẽ pha được từ 3 đến 5 chuyên trà này. Đấy, và 6 cái chén nhé. Đấy, 6 cái chén. Sản phẩm thì chất liệu của nó là bằng đất nung nhé. Bằng đất nung. Đấy, dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, 6 cái chén này các bác này. Đấy, đấy, 6 chén như này. Đấy, combo cho các bác là 6 chén luôn. Đấy, 6 chén như này. Bằng đất nung rất là đẹp này. Đấy, chuyên chiếc của nó rất là ngon luôn. Và có cả bình đựng chè luôn nhé. Chuyên rất là ngon luôn. Đấy, đất nung của Nhật nhá. Có cả bình đựng chè luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Đó. Lên cho em là ấm mặt trời nhé. Các bác lên cho em là ấm mặt trời này. Giá sẽ là 140k. Đó, ấm mặt trời nhé. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140k. 140.000 thì cái bộ ấm mặt trời như này. Rất tiện ích luôn. Đầy đủ khăn, rồi giấy lau này. Đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Rất đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Giá thì chỉ có 40.000 cho một típ thôi. 40.000 cho một típ kem đánh răng. Cái gì? Đây nó sẽ là một dòng kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đây, của Median của Hàn Quốc này. Đấy, đây. Made in Korea này. Made in Korea. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Đây, 120g, Made in Korea này. Tỷ lệ làm trắng răng của nó thì lên tới 93% luôn. Đấy, tỷ lệ làm trắng lên tới 93%. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy, đây, đấy. Chất liệu của nó thì kem trắng như này nhá, kem trắng như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng không có niêm phong nhá. Hàng không có niêm phong đâu. Cho nên là các bác cứ sử dụng thôi. Đấy, thì hàng không có niêm phong đâu. Không, nhiều lúc về các bác nhận hàng các bác lại bảo là dùng giả thì nó không đúng. Hàng nó chỉ có như này thôi, nó không có niêm phong vậy nhá. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% và thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Giá thì chỉ có 40k cho một típ kem đánh răng như này thôi. Dung tích của nó là 120g, Made in Korea nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái một cái bình để đựng nước này. Đấy, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000, hàng inox 304, dày dẫn chắc chắn, nắp có gioăng cao su như này, rất chắc chắn cho bác luôn. Đấy, nắp có gioăng cao su rất chắc chắn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 nhá, bình 20 này. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k cho một con bình như này nhá. 80.000 cho một con bình như này. Giá siêu rẻ luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước uống này, đựng nước lọc này. Đấy, hoặc là đựng các cái loại trà.
Đấy, con này thì không có tính năng giữ nhiệt đâu cô nhé, không có tính năng giữ nhiệt đâu. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi, chỉ có cho các bác là 80k thôi, 80k cho một con bình như này, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá, giá sẽ là 15k, 15.000 cho một con lọc rác inox như này, 15.000. Đó, con này thì rất tiện ích các bạn, các bác có thể dùng để mình cho vào cái chậu rửa bát ấy. Đấy, chậu rửa bát nhà mình ấy là mình cho vào mình dùng để mình lọc rác thì nó cũng rất là tiện. Đấy, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái lọc rác như này thì nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Bác dùng cái thường thì nó rất là bẩn thỉu nhưng mà cái này các bác dùng đấy, đặt vào cái là nó chảy xuống là rác nó sẽ đọng lại luôn và thoát nước nhanh, rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 15.000 thôi. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Đấy, ngập tràn kho luôn thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng e-ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng có nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên với bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy ăn các bác này. Giấy ăn thì bên shop bán theo combo nhé. Đấy thì nó sẽ là cái này bán thế nào nhỉ? 10.000. 10.000 một gói các bác nhá. 10 gói là 80.000 và các bác mua một thùng là 20 gói là 140 các bác nhá. 140. Đấy các bác lấy số lượng nhiều thì càng rẻ và cái này thì bên shop là bán là số lượng là nó sẽ là từ 2 gói trở lên nhá, từ 2 gói trở lên chứ còn 1 gói thì nó ít quá bên em không bán nhá. Đấy, chất giấy của nó này, siêu dai luôn các bác này. Đấy, chất giấy của nó siêu dai luôn các bác thấy không? Đây, rất là dai giấy luôn nhá. Dùng nó rất là thích luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước rồi có cỗ có bàn rồi thịt gà, thịt cá các thứ nhá. Gà cá đều ok hết. Đấy, giấy của nó là giấy lụa cực kỳ là dai luôn. Giấy lụa rất là dai nhá. Đấy, giấy lụa rất là dai luôn. Một bịch này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ. Đó rất là nhiều luôn, các bác dùng thoải mái luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10k trên một bịch này nhá. 10k trên bịch này và bên shop là bán từ 20 chiếc trở lên nhá. Một bịch này của nó sẽ là 10k nhá, bán từ 10k và bán từ 2 bịch trở lên. Đấy xin lỗi các bác là em bán từ 2 bịch trở lên. Đấy còn các bác mua số lượng thì 10 bịch sẽ là bằng 80k này. 80k còn một thùng của nó, một thùng là 170.000, 140k nhá. Một thùng 140.000 là nó bằng 20 gói nhá, bằng 20 gói. Đấy còn bán lẻ thì sẽ là 10.000 một gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng về thì đủ màu cho các bác luôn nhá. Đủ màu xanh đỏ tím vàng trắng đủ màu như này cho các bác này. Đấy, xanh đỏ tím vàng trắng đủ màu luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này, Korea nhá, hàng của Korea của Hàn Quốc này. Đấy nó đang bán trong các hệ thống siêu thị là 36.000. 36.000 đồng nhá. Korea này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng Korea Hàn Quốc. Con này thì bên shop bán theo combo nhá. Đấy, 4 cái là bằng 20k này, 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Và các bác mua cả hộp này sẽ là 110.000. Cả hộp này là 110.000 là vào 30 cái này. 30 cái là sẽ là bằng 110k thôi. Các bác mua về dùng dần hoặc là phát cho các em nó hoặc là nói chung là dùng đa di năng luôn, rất là tiện. Đấy, 10 cái là sẽ là bằng 40k nhá. Đấy, còn mua 4 cái là bằng 20k. Đấy, còn một thùng hộp này là sẽ là 110.000 cho 30 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn măng sông nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì các bác cho dầu vào đây để mình đốt này. Đấy, đây cái này là chỉnh bấc này. Đấy, con này sẽ là 130.000 và các bác xoáy cái nắp này ra. Đấy, lấy cái này nó hơi chặt, các bác lấy cái kìm xoáy ra giúp cho em, xoáy này ra đổ dầu vào đây. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình đề co trang trí này hoặc là đề phòng khi mất điện thì mình đốt dầu ma rút đấy, hoặc là các bác để trên ban thờ này đọc kinh lễ lại các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn dầu như này. Đấy, các bác lên cho em là đèn dầu này, đèn dầu giá của nó sẽ là 30k nhá, 130.000 nhá, 130k cho một con đèn dầu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ nạo ba món này. Đấy, rất là cao cấp cho các bác luôn. Combo cho các bác là 3 chiếc như này. Bao gồm cho các bác là một cái nạo này thì nó sẽ có cho các bác là một phần nạo vỏ này, một nạo vỏ, một nạo sợi nhá. Đó. Và tiếp theo là con này thì nó sẽ là một cái nạo ngang như này thì nó sẽ là một cái nạo vỏ kèm theo cái phần để các bác ngoáy cái phần sâu này. Tiếp theo là một cái phần để các bác nhổ lông gà, lông cá này hoặc là làm lòng gà, lòng cá. Đấy. Combo cho các bác một cái bộ như này bao gồm là 3 món như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
25.000 nhá. Bây giờ các bác ra ngoài chợ mà mua một cái nạo đều bình thường thôi cũng đã phải mất đi tầm khoảng là đi 20-25.000 rồi. Nhưng mà đây combo cho các bác ba cái món, một bộ ba cái món nạo Nhật đẹp như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên cho em là nạo ba món nhá. Đấy, lên cho em là nạo ba món. Nạo ba món giá của nó sẽ là 25k. 25k cho một cái bộ nạo ba món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy giày nhá. Các bác lên cho em là máy sấy giày. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 đây, sẽ là một con máy sấy giày rất là ngon này các bác này. Đấy. Con này thì về mình chỉ cần là ngửa cái này lên, sau đó thì mình cắm điện vào. Đây, cắm điện trực tiếp điện 220 vào cho em. Đây, con này thì điện 220V 50Hz này. Đấy. Và các bác chuyên dùng thì mình sấy giày nó rất là ok luôn nhá. Đấy. Nó có cái nút này, nó sẽ là điều chỉnh cho các bác chiết áp này. Đấy, điều chỉnh chiết áp ở đây nhá. Các bác có thể là để 30 phút này, 60 phút và 90 phút nhá. Đó. Mùa đông này thì các bác dùng giày dùng dép nhiều thì các bác dùng con này mình sấy cho em, đó là ok luôn nhá. Đấy, chuyên dùng để sấy giày sấy dép rất là ok luôn. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày nhá. Con này thì sẽ là 195.000. 195.000 cho con máy sấy giày như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì công suất của nó sẽ là power của nó là 1500W này, 2,5 lít và sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Đó, hàng thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá, Cúc Cu của Hàn Quốc. Đấy, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000 cho con ấm như này, rất đẹp các bác này. Đấy, bên trong inox sáng bóng này. Đấy, bên ngoài của nó là nhựa chống nóng nhá. Dung tích cực khủng luôn, 2,5 lít tha hồ thoải mái các bác sử dụng đây. Đấy. Công suất 1500W, điện 220V. Đấy, và 50Hz, 2,5 lít nhá. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 130k thôi. 130k. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái hộp đựng chè inox nhá, hộp đựng chè inox. Thì lô này về nó sẽ có màu đỏ và màu vàng gold này, cực kỳ là đẹp luôn. Màu đỏ, màu vàng gold cực kỳ đẹp luôn. Dòng này thì nó sẽ là dòng bên em có cả dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng này. Đấy, 4 lạng chè. Giá là 130.000. Nắp có giòn nhá, nắp có giòn như này. Các bác đựng trà, đựng cà phê, đựng lạc, đựng vừng, đựng muối, đựng các loại đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Một cái con một cái con bình trà inox như này, lên cho em là bình trà inox nhá, bình trà inox. Bình trà inox này, bình trà inox giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi cho cái con 4 lạng nhá. Đấy, bình trà 4 lạng, inox 4 lạng nhá, 4 lạng. Giá của nó sẽ là 130.000. Còn có con 2 lạng thì nó sẽ nhỏ hơn, giá sẽ là 90.000 luôn nhá. 2 lạng nhỏ hơn 90.000. Nó cũng easy fork như này luôn nhá. Easy fork như này luôn. Đấy, hàng của Nhật các bác này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Inox 304 rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy thôi. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái khăn tắm nhá. Khăn tắm của Hàn Quốc các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy. Rất là to luôn các bạn, khăn to đẹp này, khăn to đẹp. Và một cái khăn như này của nó thì nó sẽ có cho các bác là lẫn màu này các bạn này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, khăn to đẹp. Kích thước của nó là một chiều là 70 và một chiều là 1m4 nhá. Một chiều 70, một chiều 1m4. Đấy. Kích thước một chiều 70, một chiều 1m4. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái khăn tắm như này giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. Không có ở đâu bán giá rẻ như này đâu các bạn. Các bác mua một khăn mặt bình thường bây giờ cũng đã mất vài chục rồi, 20-30.000 rồi. Đấy, mà đây một cái khăn tắm to đẹp như này. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140cm nhá, 140cm. Rất là to luôn, 40.000, không thể tin nổi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy bàn là mini nhá. Công suất của nó là 700W này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con bàn là mini như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. 135.000 cho con bàn là mini như này các bác này. Đấy, của thương hiệu Socani các bác này. Đấy. Con này thì có điều chỉnh chiết áp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp như này các bác này. Đấy, có điều chỉnh chiết áp cho các bác luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy, thứ hai là nó sẽ có cho các bác là hơi nước luôn. Các bác chỉ cần tháo cái nắp này ra, cho hơi nước vào đây, để cho nước vào đây. Sau đó thì mình nhấp là nước nó sẽ ra, nhấp vào đây là nước nó sẽ ra nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý rồi. Đấy, và gấp gọn được. Đấy, con này các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm hoặc là đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, rất là nhỏ gọn.
Giá thì mâm của nó thì dày, nóng nhanh. Giá thì chỉ có 135.000 thôi. Lên cho em là bàn là hơi nước mini nhé. Bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 135k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cặp của học sinh nhá. Đấy, cặp sách học sinh như này thì các bác có thể dùng để làm quà cho con em nhà mình. Đấy. Khi mà các em nó đến trường thì các bác. Đấy, cái này nó sẽ là cái dòng cặp mới tinh, cặp chống gù lưng của Nhật nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cặp chống gù lưng của Nhật. Đấy, một con cặp như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đây, một con cặp chống gù lưng cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó rất là to. Và đây của nó thì nó sẽ có hai cái phần lót như này để các bác em nó đi học nó khoác nó sẽ không bị gù lưng nhá. Đấy, cặp chống gù lưng. Và bên hông này thì nó sẽ có cho các bác là cái ngăn để các em nó để chai nước đựng đồ này. Đấy, và đây nó sẽ có một cái ngăn nhỏ này. Tiếp theo là một ngăn lớn này. Đấy, một ngăn lớn như này. Và tiếp theo là cái nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này nhá. Một cái hình hộp vuông như này thì đựng được khá là nhiều sách và rất là đẹp các bạn. Đấy, sẽ là một cái hình hộp vuông như này các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó rất là hợp lý nhá. Hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp sách chống gù lưng nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Lên cho em là cặp chống gù lưng 130k cho một con cặp chống gù lưng nhá. Cặp chống gù lưng. Đó, cặp sách chống gù lưng giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một em cặp như này thôi. Rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái lọ nước hoa khách sạn nhá. Đấy. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng trong các cái nhà hàng khách sạn để nó decor trang trí và giúp làm thơm luôn nhá, giúp làm thơm luôn. Về nhà thì các bác tháo cái nắp này cho em này. Đấy, sau đó thì mình đeo cái nơ này vào này, nó sẵn cho các bác một cái nơ này luôn, và các bác rút cái bấc này ra. Đấy. Rút cái bấc này ra, các bác cắm vào cái lọ này cho em, cắm cái lọ này là cái bấc này nó sẽ truyền cái hương tinh dầu thơm này ra, rất là thơm luôn. Và các bác có thể sử dụng khá là lâu luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhé. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Đấy, bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn. Rất là thơm luôn. Đây, hotel quá này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có 30k thôi. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật. Rất là đẹp luôn. Bên Nhật thì nó sử dụng để cho quân đội của nó các bác nhá, để cho quân đội của nó. Chất của nó thì chất dù cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Đây là cái quai của nó này, quai của nó đây. Và võng của nó thì nó khá là dày dẫn và chắc chắn nhá. Khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái con võng dù như này. Đấy, cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 2m. Đấy, và cái chiều banh này của nó thì vào khoảng 80cm. Đấy, rất to, rộng rãi và đẹp luôn. Một cái con võng dù như này mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng to hơn bắp tay một tí thôi. Rất là nhỏ gọn luôn. Lưới của nó sẽ là vải dù nhá, vải dù thoáng khí, dệt 4D nhá, dệt 4D thoáng khí. Các bác làm thì rất thoáng luôn. Các bác có thể mắc lên gốc cây này hoặc là có võng sẵn, có khung sẵn thì về mình đeo vào. Đấy, rất là đẹp, màu sắc thì sạch sẽ, đẹp, nhẹ nhàng và trang nhã nhá. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là thanh lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi một cái võng dù quân đội Nhật như này, giá chỉ có 90.000 thôi, 90k nhá. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật, giá của nó sẽ là 90k cho mình em võng dù quân đội Nhật như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dòng dầu gội đầu của thương hiệu Clear nhá. Dầu gội đầu của thương hiệu Clear. Dòng này thì nó sẽ là của thương hiệu Unilever này. Đấy, Unilever đây các bác này. Đấy, logo của Unilever đây. Hàng chính hãng luôn nha, và sản xuất ở Thái Lan luôn. Hàng sản xuất ở Bangkok Thái Lan các bác này. Bangkok Thái Lan. Hàng này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, nam nữ đều dùng được cả nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu xanh và màu trắng này. Màu xanh và màu trắng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này nhá. Đấy, 90k. Đấy, 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Con này nếu các bác ra cửa hàng mà mua thì nó sẽ là vào khoảng là 150, 140 đến 150, mà hàng chỉ là hàng sản xuất ở Việt Nam thôi. Còn hàng này hàng sản xuất của Thái Lan thì các bác biết rồi. Hàng của Thái Lan là nó cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này nhá. Đấy, dung tích của nó thì nó vào khoảng là gần nửa lít, 450ml này. Đấy, gần một nửa lít luôn. Đấy, lên mã xem là dầu gội đầu Clear. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm dung dịch nhá. Giá sẽ là 30.000. Con này thì các bác chỉ cần lắp đầu dây này vào, sau đó thì mình dùng để bơm hút nước này,
hút nước, hút dầu, hút mỡ, rồi rượu, chè, rồi nói chung là các loại nước là các bác hút được hết nhá. Bơm dung dịch giá sẽ là 30k cho một cái bộ bơm dung dịch này các bác nhá, 30.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Da bò Mỹ thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu đen nhá, màu nâu và màu đen. Mặt thì nó sẽ là như nhau thôi, mặt hàng mặt đúc liền thân nhá, mặt đúc liền thân như này rất là đẹp luôn nhá. Đó, thắt lưng da bò Mỹ siêu chất cho các bác luôn. Đây đấy, mặt thì nó sẽ là mặt đúc liền như này các bác này, mặt đúc liền như này đấy, và nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Giá thì sẽ là 190.000, chất liệu là da bò tự nhiên. Con này thì nó sẽ là da nguyên miếng nhá, da bò nguyên miếng thôi, da bò nguyên miếng tự nhiên luôn. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, về nhà các bác cứ chuẩn bị máy lửa kho ga ra mình đốt thoải mái thì em luôn nhá. Đốt nó chỉ có sun mà thôi chứ không bao giờ nó cháy nhá. Đấy, và con này của nó thì nó cũng là dòng da tự nhiên cho nên là cắt theo miếng này. Đây nhá, em sẽ đo cho các bác xem. Nó sẽ có cái dài cái ngắn, và độ dài của nó thì thấp nhất là khoảng 1m1 và dài nhất nó sẽ khoảng 1m3. Đấy đây. Đấy, hai cái này nó sẽ có cái độ dài ngắn khác nhau như này các bác này. Đấy. Thì cơ bản thì nó đều là từ khoảng 1m1 đến 1m3 nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ đây. Hàng của Mỹ này, made in USA nhá. Đấy, made in USA các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, made in USA. Giá thì chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. Thắt lưng da bò nha, lên cho em thắt lưng da bò. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu, và mặt của nó là mặt đúc liền nguyên khối như này, và hàng con lăn rất là dễ sử dụng luôn. Hàng con lăn như này rất là dễ sử dụng và tiện ích nhá. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái ví da bò nhá. Ví da bò thì nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu như này. Và giá thì bên số cũng đang gửi tới các bác cái giá 120.000 cho một con ví da bò như này. Hàng cũng là hàng của Mỹ này, made in USA các bác này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Con này em cũng bao cho các bác đốt thoải mái luôn nhá, 100% da bò đây. Đấy, bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Các bác cứ dùng máy lửa mình đốt thoải mái cho em, nhưng tránh đốt vào cái phần chỉ khâu này là được. Giá thì chỉ có cho bác là 120.000 thôi. Đấy, thắt lưng thì sẽ là 190.000 nhá. Thắt lưng 190k. Đấy, còn ví thì sẽ là 120k. Đấy, 120.000 nhá. Ví là 120.000. Đấy, các bác lấy thắt lưng thì lấy ví thì lấy, hoặc lấy combo cũng được. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ này thì nó sẽ combo cho bác là khoảng từ 30 đến 35 lưỡi. Đấy, nhưng mà cơ bản thấp nhất là nó sẽ có cho các bác là 30 lưỡi nhá. 30 lưỡi, một bàn cạo và một cái đấy, có cho các bác là bộ 30 lưỡi luôn. 30 lưỡi, một bàn cạo và một cái lọ kem như này. Đấy, một bàn cạo, một lọ kem và khoảng 30 lưỡi. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần trong quanh năm luôn. Đó, một cái hộp kem như này này các bác massage mình cạo cho nó khỏi bị rát này. Đấy, cho nó trơn tru này. Đấy, và lưỡi của nó là lưỡi kép như này nhá. Lưỡi kép như này. Thì combo cho các bác luôn, 30 lưỡi này, 30 lưỡi một bàn cạo. Đấy, khoảng 30 lưỡi một bàn cạo, giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên theo là bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60.000. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần quanh năm ngày tháng luôn nhá. Đấy, dùng dần cho em, quanh năm ngày tháng mới hết nhá. Đấy, quanh năm ngày tháng mới hết luôn. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem, cả lưỡi cả kem luôn, cả lưỡi cả kem của bàn cạo luôn, giá sẽ là 60k nhá. 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm của Thái Lan, đó là kẹo chuột Thái Lan nhá. Lên mã giúp cho em là kẹo chuột Thái Lan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái mã như này, giá của nó sẽ là cái mã này của nó, giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, 30.000. Hàng này thì thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Con này dùng siêu nhạy luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi các nhá. Bên shop bán rất là nhiều rồi. Và cái giá thì rất là tốt, chỉ có 30k cho một lọ kẹo chuột thế này thôi. Dùng rất là tiện ích luôn. 30k nhá. 30k cho một lọ kẹo chuột này. Dùng rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình diệt chuột to, chuột nhỏ, chuột nhà, chuột đồng đều được hết nhá. Các bác chỉ cần giải ra thôi. Đấy, cái màu của nó là màu hồng nhá, nó sẽ thu hút con chuột mà nó kéo cả đàn lên ăn luôn, chết cả đàn luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá. Dép đi trong nhà thì nó sẽ là nhiều màu như này. Và bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên. Đấy, nam nữ đều đi được cả nhá. Và dép này nó có cái độ giãn nhá, độ giãn cho nên là các bác đi trong nhà rất là ok. Giá sẽ là 35k nhá. Mùa đông này các bác mua lấy 4-5 đôi này, cho mỗi người một đôi để mình đi trong nhà, mỗi người một màu, em sẽ nhặt đủ màu cho các bác luôn. Đó, thì các bác dùng để đi trong nhà, thứ nhất là ấm chân này, có thể thay tất được luôn. Đấy, chất liệu của nó là nhung, nhung này rất là ấm luôn nhá. Đấy, và cái này của nó là bằng xốp nhá, rất là nhẹ, bằng xốp rất là nhẹ và nó khâu dán rất là kỹ luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái dép đi trong nhà này thôi. 35k. Lên mã giúp cho em là dép đi trong nhà. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái băng keo trong nhá. Băng keo trong hai mặt này. Con này thì các bác có thể dùng để mình dán ổ điện này, rồi dán các loại vật thể khác đều ok hết. Giá sẽ là 25k cho một quận như này. Chiều dài của nó khoảng 5m và bản của nó là 2 cm.
các bác bóc ra nó bằng keo trong này, các bác có thể dán lên nền gạch này, nền đá hoa này, nói chung là dán đa chức năng được luôn đấy, để mình dán ổ điện hoặc dán các cái vật thể, hoặc là ổ wifi các thứ, hoặc là các cái vật thể nào mình cần dán lên tường thì mình dán lên cho em, bóc ra dán vào rất là tiện ích luôn. 25.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con máy sấy tóc của thương hiệu Philips này, công suất của nó là 3000W, con này chạy cực kỳ là khỏe và êm luôn, nó gió rất là mạnh đấy. Con này thì chức năng của nó chính là sấy tóc nhá, chức năng chính của nó là sấy tóc, nóng rất là nhanh luôn và sấy rất là ngon đấy, có hai cấp độ, một cấp độ gió và một cấp độ nóng này, đó, gió mạnh và nóng mạnh nhá đấy, cắm điện cực kỳ là ngon, sử dụng điện 220V đấy, công suất là 3000W, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là sấy tóc Philips, giá sẽ là 130k nhá, 130k cho một cái con máy sấy tóc Philips này, con này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá, các bác lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy. Đây nó sẽ là một con cốc rất là tiện ích như này, các bác có thể dùng để mình sử dụng trực tiếp để mình pha trà, pha cà phê, pha các loại ngũ cốc đều ok hết nhá. Về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ và là mình sử dụng thôi, rất là tiện ích. Ở đây nó có hạt natrium từ trường này, các bác có thể dùng để mình pha cà phê này, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết. Giá thì chỉ có cho các bác là 9k thôi. Lên mã giúp cho em là cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy giá sẽ là 90.000. Đó, cốc tự khuấy này, cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá, 90k cho con một cốc tự khuấy như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp em đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50 cành nhá. 50 cành thôi. Đấy. Nắp của nó sẽ là nắp như này, rất là ngon này, con này. Và bộ của nó là 5 khay, khay to nhất đường kính của nó sẽ là vào khoảng là 18cm nhá, khay to nhất đường kính là 18cm các bạn. To nhất là đường kính 18cm. Em gọi là siêu mỏng thôi nhưng mà nó cũng khá là dày dẫn và cứng cáp nhá. Đấy, khá là dày dẫn và cứng cáp này các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 50.000 thôi. Các bác có thể dùng đây, đậy nắp này. Đấy, đậy nắp này rất là tiện này. Đấy, đây là con này to nhất này. Ngoài ra thì con nào không có nắp hết các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, chế biến đồ ăn các thứ, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bỏ tủ lạnh đều rất là ok nhá. Em gọi là hàng siêu mỏng tại vì nó cũng vừa không dày quá, cho nên các bác mua các bác cũng yên tâm, không đến lúc các bác lại chê đến thì các bác chê mỏng thì nó mất công. Giá thì rất là hợp lý rồi, chỉ có 50 cành thôi. Đấy, lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá, 5 khay inox siêu mỏng này, 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn rồi. Ok, hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì em lại cập nhật các mã hàng trở lại lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop có hai cái con nồi cơm nó còn tồn kho thì bên em thanh lý nốt cho các bác luôn. Đó, thì có hai con nồi cơm này thì giá rất là tốt cho các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Thì hôm nay bên shop có hai cái mẫu nồi cơm này, nó bị hàng gọi là hàng tồn kho, nó hơi bị móp cái này một chút này. Đấy, nó hơi bị móp cái chỗ này một chút. Thì con này bên em đang bán là 450.000. Riêng hôm nay thì thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 300.000 và bao ship nhá. Đấy, 300.000 và bao ship. Đấy, dòng này thì nó là mới tinh chưa qua sử dụng. Đấy, mâm rất là dày luôn các bác nhá. Đó, mâm rất là dày luôn các bác này. Đấy. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, mâm rất là dày luôn. Đấy, và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái môi này. Đấy, một cái môi này các bác nhá. Đấy, mâm dày xoang kêu rất là vang luôn nhá. Đấy, đây, dòng rất là chất lượng như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng nồi này của nó sẽ là nồi khoảng 1 lít 8 nhá, nồi khoảng 1 lít 8. Các bác nấu đây, nồi 1 lít 8 này. Hàng Cuckoo của Hàn Quốc này. Các bác nấu từ 3 đến 5 người ăn thoải mái luôn. Con này thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý nốt cho bác với giá đó là 300.000 một chiếc như này. 300.000 một chiếc này các bác nhá. Đấy, em có hai mẫu. Đây, con này là con màu xám này, con màu xám đây. Đấy, các bác nào nhanh tay thì đặt hàng thì được thôi. Đấy, cái này thì nó hơi bị sứt cái chỗ này một chút này. Đấy, hơi sứt chỗ này một chút, nó do vận chuyển thì bên em bán thanh lý. Đấy, con này con màu đỏ này. Màu đỏ các bác này. Đấy, con màu đỏ đây. Con này thì nó hơi bị sứt cái chỗ này này, hơi bị cong cái chỗ này thôi. Còn hàng thì nấu cơm ngon, sử dụng bình thường các bác nhá. Đó, sử dụng bình thường. Korea Hàn Quốc. Đấy. Thì thanh lý cho các bác giá là 300.000 một chiếc như này. 300.000 cho một con nồi này các bác nhá. Giá chỉ có 300k thôi. Đấy, thì bác nào nhanh thì được thôi. Dòng này là bên em bán là bao ship, yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. 300.000 cho một con nồi này, bao ship tại nhà cho bác luôn. Đấy, hàng thanh lý chuyển khoản hết thì bên em mới gửi đơn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái
led kim cương nhá, dây thì dài từ 40 đến 50 mét. Đấy, dây dài từ 40 đến 50 mét các bác dùng để trang trí Tết, cây hoa, cây cảnh rất là ok nhá. Đấy. Thì nó sẽ có là led kim cương 7 màu này. Đây, led kim cương 7 màu nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng 7 màu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. 7 màu nhá và có cục nguồn điều khiển chiết áp này các bác này. Đấy, tăng giảm ạ. Đây các bác này, đấy, chạy nhanh chạy chậm ở đây nhá. Đấy, có màu vàng và 7 màu nhá, có màu vàng và 7 màu. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là thì các bác lên cho em là led kim cương nhá, thì nó sẽ có dòng là 7 màu nhá, led kim cương 7 màu và led kim cương màu vàng nhá. Đấy, màu vàng. Đấy. Nó sẽ có 7 màu và màu vàng. 7 màu và màu vàng thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Led kim cương 7 màu và led kim cương màu vàng giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đấy, 80k cho một quận như này. Và kích thước của nó là 80k một quận, và kích thước của nó là từ 40 đến 50 mét nhá, từ 40 đến 50 mét cho một quận. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy, đây sẽ là một cái vòng trầm gỗ như này. Đấy, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Đấy, một cái vòng trầm điều hòa huyết áp như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Đấy, đây, vòng trầm gỗ các bác này. Đấy, trầm gỗ của Nhật đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá. Giá sẽ là 50k cho một con vòng như này thôi. Đây, đựng trong hộp rất là xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đó. Lên cho em đó là vòng trầm gỗ giá sẽ là 50k nhá. Vòng trầm gỗ này. Trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá. Điều hòa huyết áp giá của nó sẽ là 50k. 50k trong cái vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái hắc lào nha các bác nhá. Đấy, hắc lào Long Biên. Đấy, lên cho em là hắc lào Long Biên như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. Đấy, con này thì chuyên trị hắc lào Long Biên nấm ngứa nhá. Hắc lào Long Biên nấm ngứa các bác bôi là khỏi hết cho em. Đó, dạng típ như này các bác này. Bôi thì cực kỳ là nhạy luôn. Hắc lào Long Biên nấm ngứa là bôi cực kỳ là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. Lên mã giúp em đó là hắc lào Long Biên nấm ngứa, giá sẽ là 25.000 cho một típ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi lò xo. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho cái đuôi lò xo này nhá. 35.000. Đó. Giá sẽ là 35k cho một chiếc đuôi lò xo này các bác này. Con này thì nó khá là tiện để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, thứ nhất là nó có thể xoay ngoắt nghéo được này. Thứ hai là có công tắc đóng ngắt này. Đấy, và các bác cắm trực tiếp ổ điện này cho em rất là tiện này. Cắm trực tiếp ổ điện nhá. Đấy, 35k. Còn ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini. Đấy, nó sẽ là dòng mini thôi. Chiều dài của nó vào khoảng 20 cm. Đấy, công suất của nó sẽ là 28W nhá. 28W siêu sáng cho anh em các bác luôn. Đây. Đấy, lên cho em là đèn 4 cánh mini. Đấy, 4 cánh mini các bác này. Đây. Các bác cắm vào cho em này, bật lên này. Đấy, con này thì siêu sáng luôn. Các bác có thể dùng để mình trang trí này, hoặc để co này, hoặc các bác dùng trực tiếp để lấy ánh sáng ở gia đình nhà mình, nó rất là sáng nhá. Đó, đây, rất sáng luôn bác. Con này thì 28W nhưng mà nó phải sáng cỡ như là 50-60W đấy nhá. Rất sáng luôn các bác này. Em tắt đi này, bật lên này. Đấy, sáng trắng luôn. Đó, rất sáng nhá. Và gấp gọn như này nó rất là tiện. Thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini nhìn vào đến là chói cả mắt luôn nhá. Chói cả mắt luôn. Công suất của nó sẽ là 28W nhá. 28W. Giả ra thì nó vào khoảng là 20 cm. Đấy, gấp vào thì nó rất là nhỏ gọn luôn, cất đi rất là nhỏ gọn. Các bác lên cho em là đèn 4 cánh nhá. Đấy, đèn 4 cánh. 4 cánh mini nhá. Giá của nó sẽ là 40k. Đó. 40k cho một quả như này. Đấy, 40.000 thôi. 40.000. Đấy. Giá sẽ là 40.000 cho một quả như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít đa năng. Thì đây nó sẽ là một con tô vít như này, rất là tiện ích nhỉ. Đấy. Tô vít đa năng hay là tô vít vạn năng được. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái thân như này để các bác có thể lắp cho em cái quả pin vào đây, lắp vào pin vào đây để mình sử dụng cho em cái hệ thống đèn ở đằng trước này. Nó sẽ có cái đèn led đằng trước này, các bác lắp một cái viên pin con thỏ nhỏ vào đây là xong. Đó là các bác sử dụng thôi. Còn ở đây thì nó sẽ là một cái dòng tô vít rất là đa di năng luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là bốn cái múi và bốn cái hoa thị. Đấy. Bốn cái tô vít dẹt và bốn cái hoa thị như này. Đó, rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Rất là chắc chắn nhá. Đấy, vào đây nó sẽ có cho các bác một con đầu vít nhỏ này. Đầu vít nhỏ các bác có thể xoáy ra để mình sử dụng được luôn. Đấy. Có cả dẹt cả ba khe luôn. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Giá sẽ là 80k. Đó. Tô vít vạn năng này. Tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng nhá. Vạn năng, giá của nó sẽ là
80k cho một con tô vít vạn năng như này nhá. 80.000 cho một em tô vít vạn năng như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác có thể sử dụng sửa chữa vặt hoặc là làm thợ làm nghề rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái tất của thương hiệu Nai nhé. Tất của thương hiệu Nai như này. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu trắng và màu màu đen và màu ghi nhá. Màu đen và màu ghi. Hàng thì khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn như này. Hàng của thương hiệu Nai nhá, dày dẫn chắc chắn cho các bác sử dụng này. Đấy, ở đây thì một vỉ này của nó sẽ, một hộp này của nó sẽ là 5 đôi. 1 2 3 4 5 đôi như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nai rất chất lượng cho bác luôn. Một hộp là 5 đôi. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5 này. Tất hộp 5. Giờ nó sẽ có cho các bác là màu ghi. Đấy, màu ghi và màu đen nhá. Màu ghi và màu đen. Đó, màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, màu trắng và màu ghi. Giá thì sẽ là 80k cho một hộp bao gồm là 5 đôi nhá. 5 đôi. Các bác có thể lấy màu ghi hoặc màu trắng. Bên shop có hai màu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái, các bác lên mã giúp cho em, đó là cái khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật giá sẽ là 30.000. Đấy, con này dung tích của nó từ 200 đến 300ml các bác nhá. Có nắp đậy này các bác, có nắp đậy này. Rất là tiện. Các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, nắp đậy cực kỳ là kín luôn và rất tiện ích. Hàng inox 304, su 304. Dung tích của nó thì từ 200 đến 300ml các bác dùng để đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết. Giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một con khay inox này thôi. Lên cho em là khay chữ nhật nhá. Giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ rổ vuông nhá. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông. Đấy, thì một cái rổ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi. Tức là nó sẽ có cho các bác là 3 chậu 3 rổ. Con nhỏ nhất thì khoảng là 20 cm. Đấy, 20-23 cm đây. Đấy, còn con to nhất này thì của nó sẽ là 35 cm nhá. Đấy, tức là nó sẽ theo đôi như này. Cứ một chậu một rổ, một chậu một rổ, giá sẽ là 90.000. Hàng nhựa của nó thì miễn bàn luôn các bạn này. Đấy, nhựa của nó thì nó sẽ là nhựa Việt Nhật rồi. Miễn bàn quá nhá. Đấy, nhựa của nó thì các bác dùng thoải mái luôn, không bao giờ lo bị hỏng, bị gãy dập nhá. Nó là dòng nhựa mềm như này, dùng nó rất là thích các bạn này. Đấy, thấy chưa? Đó, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là các bác lên cho em là rổ vuông, giá sẽ là 90.000 cho 3 đôi nhá. Rổ vuông này. Rổ vuông 90k trên 3 đôi như này. Thì cái này các bác sẽ dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều được hết. Đấy, dàn hàng của nó là nhựa Việt Nhật này. Đấy, rổ vuông nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái chống giật nóng lạnh. Cuối năm này thì các bác sử dụng cái chống giật nóng lạnh này rất là nhiều luôn. Đấy, mùa này thì nó sẽ là các bác sử dụng thường xuyên bình nóng lạnh thì nên sử dụng con này cho em, cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, chống dẫn điện, chống giật cực kỳ là tốt luôn nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Con chống điện giật bình nóng lạnh, bảo vệ cả gia đình tránh tai nạn xảy ra nếu do dị điện từ bình nóng lạnh. Đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Tháo lắp rất là dễ dàng và an toàn luôn các bác nhá. Đấy, chuyên chống giật cho bình nóng lạnh cực kỳ là an toàn luôn. Thì các bác nên sử dụng nhá. Thâm quyến Trung Quốc, người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm bởi một thiết bị quen. Gạt chống giật cũng sẽ nhảy. Đây các bác này, các bác chỉ cần là lắp cho em là xong thôi. Đó, nó sẽ dùng cho bảo vệ cả gia đình tránh tai nạn xảy ra nếu do dị điện từ bình nóng lạnh. Đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Lắp đặt rất là dễ dàng và an toàn luôn rồi, ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mẫu rất là mới, đó là cái khăn trải bàn rất là đẹp các bác. Các bác xem video thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là bom hàng các bác nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200k trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Các bác lên mã giúp cho em, đó là khăn trải bàn nhé. Con này thì chất liệu của nó sẽ là bên trên của nó sẽ là bằng một cái lớp dệt rất là đẹp luôn. Bên trên một cái lớp dệt rất là đẹp này. Bên dưới của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là vải. Nó giống như là một cái dạng là vải phủ ni lông. Cho nên là nó chống được nước các bác nhé. Chống được nước nó rất là tốt. Đấy, bền đẹp chắc chắn. Và bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu như này. Nó sẽ có cho các bác là một màu đỏ và một màu vàng. Đó. Và con này thì cái kích thước của nó sẽ là 90 x 1,5 m nhá. 90 x 1,5 m. Đấy, thì nó sẽ có hai màu, màu đỏ và màu vàng đây. Đấy, hoa văn đều rất là đẹp. Và kích thước là 90 x 1,5 m. Thì các bác có thể sử dụng rất là đa di năng luôn.
Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là bình dân nhá. Đấy, chỉ có 70.000 cho một cái khăn trải bàn thôi các bác nhá. 70k cho một cái khăn trải bàn như này. Đấy, các bác lên cho em là khăn trải bàn nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, một cái màu là màu vàng như này, một màu là màu vàng như này nhá. Đấy, một màu là màu vàng và một màu nó sẽ là màu đỏ như này. Đấy, một màu nó sẽ là màu đỏ này các bác này. Đấy. Hoa văn hoa lá của nó cũng rất là đẹp luôn. Và kích thước của nó thì nó sẽ là 70 nhá. 70 nhân với lại 90 nhân với 1,5 m nhá. 90 nhân 1,5 m. Đó. Thì khi các bác gấp vào nó sẽ như này các bác này. Gấp đôi vào nó sẽ như này. Đấy. 90 nhân 1,5 m khá là đẹp và màu sắc thì màu hoa văn của nó rất là đẹp này. Đấy, bên trên của nó thì nó thuộc dạng như kiểu là nó dệt đấy. Đấy. In nhưng mà nó in đúng như là dệt luôn nhá. In nhưng mà đúng như là dệt luôn. Đó. Nó sẽ là thuộc dạng là vải vải bạt nhá, vải bạt in các bạn. Đấy, cho nên nó rất là dai này. Đấy, nó là vải nhá, nó là vải chứ không phải nó là túi bóng nhá. Đấy, nó là vải chứ không phải túi bóng, nên khi các bác dùng thì nó sẽ rất là bền. Đấy, thứ nhất là bền chắc chắn và thứ hai là nó chống nước được. Ví dụ các bác có thể đổ nước ra này mình lau đi nó rất là sạch. Đấy. Và bên shop về cho các bác thì nó sẽ có hai màu như này nhá. Hai màu. Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 90 nhân với lại 1,5 m nhá. 90 nhân 1,5 m. Và có hai màu thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, rất là đẹp, nhàn nhã và rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, 90 nhân 1,5 m thôi, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó rồi, ok. Hello các bác nha, hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái vít cân ký và dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200.000 các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Và đơn nào trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển cọc trước. Còn từ dưới 1 triệu thì bên em sẽ gửi ship code các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mã vít cân ký. Đó thì em cũng nhắc lại một chút là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mà lấy dưới 200 thì lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 ship nữa nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là vít cân ký thì bên em bán theo cân nhé. Một cân của nó thì giá của nó sẽ là 110.000 một cân. Và một cân của nó thì được cái số lượng nó vào khoảng là từ 7 đến 12, 13 chiếc nhá. Từ 7, 12, 13 chiếc. Tùy theo số lượng không nhá, tùy theo số lượng. Và tùy theo cái loại to nhỏ lớn nữa. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là khoảng từ trên dưới 10 chiếc nhá. Trên dưới 10 chiếc cho bác như này. Đó. Thì hàng khá là đều đẹp cho các bác luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần là mua một cân như này thôi là tha hồ thoải mái dùng ở đây đây các bác này. Đấy, một cân của nó này, to nhỏ lớn bé này, có to có nhỏ này, có lớn có bé, có dẹt có ba khe cho các bác nhé, có dẹt có ba khe cho các bác luôn. Đấy, và thi thoảng thì sẽ có những con vít đóng như này nhá, thi thoảng sẽ có những con vít đóng như này nữa. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác có cả những con vít cách điện như này nữa nhá. Vít cách điện này thì các bác dùng để làm điện làm đóm cũng rất là an toàn luôn. Và combo cho các bác thì một cân thì tùy theo to nhỏ lớn bé. Đây, những cái cân này của nó thì nó cũng khá là vừa sinh, vào khoảng là trên 10 chiếc nhá. Một cân thì các bác sẽ nhận được khoảng trên 10 chiếc. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn dẹt tròn đầy đủ rồi. Đó, về nhà các bác cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đây. Đấy, nó sẽ là đều đều như này các bác này. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé. Có dẹt, có tròn, có ba khe, có mũi khế. À, có ba khe, có dẹt các bác nhỉ. Đấy. Rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Và thi thoảng sẽ có cho các bác một con vít đóng như này nữa để các bác sử dụng. Rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Các bác lên cho em đó là vít cân ký nhá. Vít cân ký giá sẽ là 110.000. Còn bác nào mà lấy nửa cân thì giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, lên cho em là vít cân này. Đấy, lên cho em là vít cân, giá của nó sẽ là 110k. 110k nhá. Đó, còn bác nào lấy nửa cân thì giá sẽ là 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít cân này. Vít cân, đấy, giá sẽ là 110k trên 1 cân nhá. 110k trên 1 kg, đó, trên 1 kg. Còn bác nào lấy lẻ thì sẽ là 5 lạng thì sẽ là 60k nhá. 60k trên 0,5 kg các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là combo là một dao và một lưỡi như này. Một dao một lưỡi như này. Thì con này bên shop đang bán cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá chỉ có cho các bác là 15.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua lẻ thì là sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một chiếc. Đấy, 10.000 một chiếc là vào 30.000 cho 3 chiếc nhá. Đó. Còn mua lẻ thì bên em sẽ bán là 15k cho một chiếc như này. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì giá sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là
chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhựa cứng và bên ngoài thì bọc cao su non. Đấy. Dao thì cực kỳ là dễ tháo lắp lưỡi luôn, các bác chỉ cần tháo thêm cái lẫy đằng sau này ra này. Đấy, và các bác đẩy ra thôi, đẩy ra thay lưỡi. Thay lưỡi xong mình lại cho vào. Đấy, rất là ngon lành, dễ sử dụng và tiện ích. Và con này thì dao của nó cũng khá là bén luôn. Đấy, thì combo cho các bác luôn. Mua 3 con thì sẽ là 30.000, còn nếu các bác mua lẻ thì chấp nhận giúp cho em nó sẽ là nó sẽ là 30.000. Đấy. 3 con là 30.000. Đấy, còn một con thì sẽ là 15k. Một con thì sẽ là 15k này. Đấy, 15k. Còn 3 con thì sẽ là bằng 30k. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra công ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi như này và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bác này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bác này. Các bác nhấn lấy cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này. Hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Đấy, Made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi Cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá, nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bác này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bác này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc Cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn, mâm cũng rất là ôm như này các bác này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật.
đấy, nuôi của Nhật. Còn con này thì của Hàn Quốc, cũng quay sách quay đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây Korea con này, đấy Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cuckoo nhá. Đấy, nồi cơm Cuckoo giá của nó sẽ là 500.000. Đấy 500.000. Nồi sáp thì sẽ là nồi sáp là 500, còn nồi Cuckoo lên cho em là nồi Cuckoo nhá. Nồi Cuckoo này. Nồi Cuckoo giá của nó sẽ là 495k nhá. 495k cho con nồi Cuckoo. Đấy còn con nồi sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của sáp đây. Phát lên cho em là nồi của sáp nhá. Nồi sáp thì sẽ là 500, và nồi Cuckoo này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các bác nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các bác này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn các bác nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá, lấy cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá, vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nồi nào vung đấy các bác nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy, đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá, con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây.
tất cả đều có vung nhá, nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy, kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn, cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây, và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây, con 5 lít đây, hàng của Đức cơ này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng coi nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello các bác nha, hôm nay thì bên em Phạm Huấn lại lên các cái mã hàng trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc. Nhận hàng các bác có quyền kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đơn hàng dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa. Có mỗi coco thôi à? Bó đây cho anh một lọ luôn. Đấy, dòng nước hoa nhá, thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Coco Chanel và của Gucci. Giá thì đều là 130k trên một lọ như này nhá, 130.000 cho một lọ nước hoa như này. Đấy, 130.000 cho một lọ nước hoa như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là nước hoa Chanel nhá, nước hoa Chanel, dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Dòng này thì nó sẽ là được sản xuất ở Pháp các bác này. Đấy, made in France các bác nhá. Made in France. Đó, sản xuất ở Pháp, made in France đây. Đấy, và giá thì sẽ là 130.000 cho một lọ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái dòng nước hoa của thương hiệu Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci, dung tích cũng là 100ml các bác nhá, 100ml. Đó. Hàng này thì nó sẽ là được sản xuất ở tại Anh này. Đấy, made in UK này. Hàng thì nó sẽ là còn nguyên siêu nguyên hộp như này. Đấy, nguyên siêu nguyên hộp như này thì em cũng không tiện bóc ra cho nên là em chỉ quay ở cái bên ngoài thôi. Đấy, còn về nhà các bác tự bóc siêu thôi các bác nhá. Đấy. Nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này. Và giá đều là 130k nhá. 130k. Lên cho em đó là nước hoa nhá. Đấy. Lên cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một họ lọ. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là của Gucci, hai là của Chanel. Đấy, của Coco Chanel đây, giá đều là 130.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng nước hoa của Dubai nhá. Đấy, của Dubai. Đấy, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất này. Đấy, made in Dubai nhá, made in Dubai. Đó, và một hộp này của nó thì cầm trên cái lọ nước hoa khô. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ nhỏ như này. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau, 1 2 3 4 5. 5 lọ nhỏ với 5 mùi hương khác nhau nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một lọ nước hoa như này. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là nước hoa chiết không nhá, thơm phức luôn, rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy,
nó là dòng nước hoa chiết đấy, cho nên là nó rất là ít thôi, nó rất là ít thôi nhá, nó chỉ tầm khoảng là 20ml cho một lọ như này thôi, 20ml thôi các bác nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá, made in Dubai này đấy. Thì các bác lên cho em là nước hoa Dubai, nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, nước hoa Dubai này, nước hoa Dubai này, Dubai giá sẽ là 60k đấy, 60k cho một lọ nước hoa Dubai như này đấy, rất thơm luôn. Tiếp theo thì bên em về cho các bác cái dòng nước hoa của Ấn Độ nhá. Đấy, đây Median này, đấy, nước hoa của Ấn Độ. Dòng này thì các bác lên cho em là nước hoa sáp nhá, nước hoa sáp Ấn Độ. Đấy thì nó sẽ là một hộp này của nó là 50.000, thì nó sẽ có cho các bác là 3 lọ. Đấy, 3 lọ bằng sáp. Đấy, nó sẽ là bằng sáp các bác này. Đấy, 3 hộp như này. 3 hộp bằng sáp. 60. 3 hộp bằng sáp như này nhá, 3 hộp bằng sáp như này. Đấy và giá thì hôm nay sẽ về cho bác cái giá tốt một chút là 60, trước đang bán 60 về cho bác cái giá là 55.000 nhá, 55.000 cho một lọ nước hoa sáp như này. Đấy, thì nó bằng sáp thơm như này. Các bác chỉ cần là xoa lên các cái khu vực nào mà các bác muốn sức thơm, hoặc là cái này thì nó có tinh dầu cho nên là các bác có thể xoa lên tay như này để ở miền Bắc thì nó hay bị khô hanh, thì các bác có thể xoa vừa là thơm. Đấy, thứ nhất là thơm và thứ hai là giữ ẩm cho da rất là tốt luôn. Đấy, mùi thơm của nó cũng rất là dịu nhẹ và dễ chịu nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa sáp. Nước hoa sáp Ấn Độ, nước hoa sáp Ấn Độ. Giá thì sẽ là 55.000 nhá, nước hoa sáp này. Đó, lên cho em nước hoa sáp là được rồi. Nước hoa sáp giá của nó sẽ là 55k, 55k cho một lọ nước hoa sáp như này, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng nước hoa đó là nước hoa khách sạn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để trong khách sạn này. Đấy, trong phòng ăn, phòng tắm rồi phòng ngủ đều ok hết nhá. Sẽ có cho các bác một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác đeo vào cái lọ chai này cho em. Đó, cái cổ chai như này. Và có cho các bác là những cái tăm này các bác. Những cái tăm này thì các bác mở cái nắp này ra, sau đó thì các bác cho cái tăm này vào. Đấy, và mình để vào đây. Đấy, và thì cái hương thơm nó sẽ tỏa ra và rất là thơm luôn. Và cái con này thì giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, một cái lọ nước hoa xịn sò và chất lượng như này. Hàng này thì nó sẽ là của Nhật nhá. Và dòng nước hoa này nó là nước hoa chuyên để người ta gọi là để trong khách sạn. Và thế nên là nó rất là thơm. Đấy đây, hotel này. Đấy, hàng của Nhật nhá, chuyên để trong các khách sạn này rất là thơm luôn. Thì lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có cho các bác là nước hoa khách sạn này. Đó. Nước hoa khách sạn, giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k cho một lọ thôi, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá sẽ là 30k, rất tiện ích cho các bác có thể sử dụng. Đó, rất là đẹp các bác nhá. Đó. Rồi ok. Hello các bác nhá. Nay thì bên shop về cho các bác cái lô đồng hồ các bác nhá. Đồng hồ thì bên em có một số mã đây. Thì em sẽ lên video chi tiết để gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 các bác cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Đấy, em lên cho các bác một số cái mã đồng hồ của bên em. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đồng hồ của thương hiệu Rolex hết rồi à? Rolex còn không? Đây còn con đây. Hết rồi à? Đây rồi, đây rồi. Đấy thì đồng hồ thương hiệu Rolex các bác nhá. Đây đồng hồ thương hiệu Rolex này. Đấy, Rolex mặt màu đen cực kỳ là đẹp luôn. Mặt màu đen có đính đá màu trắng nhá, có đính đá màu trắng rất là đẹp. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 và bao ship cho con đồng hồ Rolex như này. Đây các bác này. Đó, có thứ nhất là có đồng hồ chạy bình thường nhá. Thứ hai là có lịch nhá, có lịch. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì lưu ý các bác là đây là đồng hồ pin nhá, chứ không phải đồng hồ cơ. Đấy, đồng hồ này là đồng hồ pin thôi, chứ không phải đồng hồ cơ đâu. Và hàng thì của thương hiệu Rolex các bác này. Đấy, Rolex đây. Rất đẹp luôn, rất tuyệt vời nhá. Đeo vào thì các bác cảm nhận được cái độ đẹp của nó này. Đấy, chấm hết luôn. Đấy, rất chất lượng. Và con này thì các bác lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Giá của nó sẽ là 300k và bên em sẽ bao ship. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra đồng hồ chạy bình thường thì thanh toán giúp cho em nhá. Đấy. Lên cho em là đồng hồ Rolex này. Đó. Đồng hồ Rolex nhá. Rolex giá của nó sẽ là 300k và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. 300.000 bao ship cho con đồng hồ Rolex như này.
Đấy, các bác có thể chụp màn hình lại kết bạn Zalo hoặc là đặt hàng trực tiếp cho em. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ Longines. Con Longines này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, mặt thì màu trắng, bo viền vàng và cũng có đính các cái hạt đá nhỏ rất là đẹp luôn. Hàng thì của thương hiệu Longines của Nhật các bác nhá. Đấy. Longines thì các bác biết rồi, nó là một trong những thương hiệu đồng nổi tiếng luôn. Đấy, và cũng là đồng hồ chạy bằng pin nhá, chạy pin. Nó cũng có lịch liếc đàng hoàng, mặt to đẹp, số rất to rõ ràng. Con này các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn đây các bác này. Đó, rất đẹp các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đây, đeo vào thì cảm giác nó rất là nịnh tay luôn các bác nhá, rất nịnh tay luôn. Rất đẹp, màu bạc và có đi một cái đường viền màu vàng ở giữa như này. Đấy, có chạy một cái đường chỉ màu vàng ở giữa như này. Tạo cái điểm nhấn nhá, mình đeo vào nó rất là sang trọng không nhá, rất là sang chảnh luôn. Đó, giá thì chỉ có 250.000 thôi, 250.000 cho một con đồng hồ Longines như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines, đồng hồ Longines giá sẽ là 250.000. đó, đồng hồ Longines này, lên cho em đồng hồ Longines nhá, Longines giá sẽ là 250k cho con đồng hồ Longines nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái đồng hồ tiếp theo, đó là cái con đồng hồ hàng của thương hiệu SK nhá, đồng hồ của thương hiệu SK đây. Đấy, con này thì rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đồng hồ SK, có lên cho em là đồng hồ SK 260.000 nhá, 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy, con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ có cho các bác là cả cái nấc điều chỉnh để các bác lấy cái khung giờ đây các bác này. Đây, đấy, cái viền này em xoay, nó đang xoay này các bác này, rất là hay luôn nhá. Đấy, lấy cái khung giờ như nào đấy thì cái này tùy các bác điều chỉnh thôi. Các bác có thể lên mạng để mình ngâm cứu thêm nhá. Đó, ngoài ra thì con này ưu điểm của nó là có cả lịch này, có cả lịch và có cả ngày luôn, cả thứ luôn nhá. Đấy, hàng thì cũng là hàng của Nhật luôn nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy, hàng thì của thương hiệu Orin và tên mã của nó là mã SK nhá. Thì lên cho em là đồng hồ SK, đấy, đồng hồ SK hàng của Orin. Đấy, và giá thì sẽ là 260.000 nhá, 260.000. Đó, lên cho em là đồng hồ Orin này, đó, đồng hồ Orin. Giá của nó sẽ là xin lỗi các bác là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Giá sẽ là 260k. Đó, tên mã sản phẩm của nó là mã đồng hồ SK 260.000. Đấy, thì có 3 mẫu, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, Rolex này, Longines và SK, Rolex, Longines, SK, 3 mẫu như này. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Rồi, ok. Nay bên shop về cho các bác một số cái mẫu đồ da bò siêu đẹp cho bác luôn nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ. Hàng của Mỹ cực kỳ là cao cấp cho bác luôn, hàng Mỹ và hàng của Ý nhá. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái mũ da bò các bác này, mũ da bò. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Ý các bác nhá, hàng của Ý này. Đó, đây. Hàng cực kỳ cao cấp cho bác luôn, made in Italy các bác này. Đó, made in Italy nhá các bác nhá. Hàng này thì hàng của nó sẽ là của thương hiệu Gucci này, made in Italy cho các bác luôn. Đó, và con này thì đội cực kỳ là ôm form và đẹp luôn. Và cái phần đinh chốt này của nó bằng đồng, các bác có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo cái cữ đầu của mình như này. Đó, nó sẽ có cho các bác là ba cái cữ này để các bác tùy chỉnh nhá. Đó, con này thì đội thì cực kỳ là lên form lên dáng và rất là đẹp luôn. Bên shop có hai màu, có màu màu đen và màu nâu như này, có màu đen màu nâu nhá. Đấy, có màu đen màu nâu. Đó, màu này là màu đen này, màu này màu nâu này, tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Hàng sẽ là hàng của thương hiệu Gucci, cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó, từ những cái đường kim mũi chỉ của nó cực kỳ là chi tiết, sắc nét và rất là đẹp. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá, 100% da bò tự nhiên, rất là ôm form ôm dáng và đẹp luôn. Đây, em sẽ đội thử cho các bác. Đây, đấy, con mũ rất là ôm form ôm dáng luôn nhá, rất là đẹp. Con này thì các bác có thể đội để mình đi du lịch, đi chơi, đi phượt, nói chung là đi đâu cũng được, rất là đẹp luôn. Đó, cái phần vành của nó khá là rộng luôn thì có thể che nắng che mưa khá là tốt nhá. Đó, một con mũ như này ôm form ôm dáng rất là đẹp luôn. Đấy, và sẽ có cho các bác là hai màu, một màu là màu đen và một màu là màu nâu như này nhá. Hai màu, một màu đen một màu nâu như này. Các bác lên cho em là mũ da bò nhá, mũ da bò. Đó, hàng rất đẹp luôn, hàng của Ý cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá, 350.000 cho một con mũ da bò như này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, đây các bác xem này, đội nó ôm form ôm dáng rất là đẹp luôn. Và các bác có thể tùy chỉnh theo cái cỡ đầu của mình nhá. Đấy, lên mã tiếp theo là mũ da bò, giá sẽ là 350.000. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy, lên cho em là mũ da bò nhá.
các bác lên cho em là mũ da bò này, mũ da bò. Đấy, mũ da bò giá của nó sẽ là 350k nhé, 350k và bao ship cho một cái mũ da bò này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái túi vuông nhá, các bác lên cho em là túi vuông. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này. Đấy, nó sẽ có cả quai đeo, cả quai sách luôn, có cả quai đeo, cả quai sách nhá. Đấy, nó sẽ có một cái ngăn to như này. Đây, quai đeo con này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên đây. Đấy, 100% là da bò tự nhiên hết các bác này. Da bò tự nhiên nguyên miếng hết, rất là chất lượng cho bác luôn. Đầu khuy, đầu khóa này, các cái loại quai đeo này đều bằng đồng hết nhá. Có thể co ra giãn vào đều được hết. Đấy, khuy đeo bằng đồng, rất chất lượng cho bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng không nhá. Đấy. Hàng này cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Nó sẽ có là một ngăn bên ngoài này, tiếp theo là một ngăn giữa này. Đấy, ngăn giữa thì nó sẽ có hai ngăn, một ngăn thường và một ngăn có khóa này. Và hai ngăn ở mặt đằng trước nữa, hai ngăn mặt đằng trước như này. Nói chung là khá là nhiều ngăn luôn. Hàng may đo thì cực kỳ là chi tiết, sắc nét và rất là nhiều ngăn nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn. Chỉ có 180.000 cho một cái túi da bò thật như này thôi. Chiều cao của nó là 25, chiều rộng 20 nhá. Hàng này là 100% là da bò thật nhá. Đây. Đấy, để em sẽ cạo cho bác xem. Đây. Đấy, lấy cái miếng sắt này, lấy cái miếng đồng này, em cạo này. Không hề có một dấu hiệu gì xây xước hay là cong vênh hay là bong chốc thì nhá. Đấy, da bò thật thì nó sẽ như vậy, còn nếu các bác dùng cái da bò đều là nó sẽ bong chốc ngay các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em cái mẫu này, nó sẽ là túi vuông nhá, túi vuông. Đấy, lên cho em là túi vuông có màu đen và màu nâu nhá, túi vuông này. Giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cho một cái túi vuông như này. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu, màu đen màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi chéo nhá. Đấy, nó sẽ là cái dòng túi chéo như này. Túi này thì các bác chuyên dùng để mình đeo chéo này. Quai của nó khá là to luôn và các bác có thể đeo chéo nhá. Nó sẽ có đầu tiên cho các bác là một cái ngăn ở đằng, một ngăn chính ở giữa này. Đấy, đây sẽ là cái ngăn chính ở giữa này. Ngăn chính ở giữa nhá. Đấy. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn phụ ở bên ngoài này, một ngăn phụ bên ngoài. Đó, và một cái ngăn bé ở bên mặt đằng trước này nữa. Một ngăn bé mặt đằng trước nữa nhá. Đó. Và một ngăn phụ nữa đằng sau. Tất cả khóa này đều bằng đồng hết nhá, khóa đều bằng đồng hết. Cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là túi chéo nhá, túi chéo giá sẽ là 140.000 cho một con túi chéo như này. Đó, 140.000 cho một con túi chéo như này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là túi chéo giá sẽ là 140k. Đó, túi chéo này. Túi chéo giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho cái mã túi chéo này. Và nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu nâu và màu xanh nhá, màu nâu và màu xanh. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi đeo hông này. Đây. Nó sẽ là một con túi đeo hông như này. Quai của nó cũng khá là to luôn nhá, khá to và dày dẫn chắc chắn. Và có cái đai như này. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào như này là xong. Đó, đây. Phần dây quai kiếc của nó là các bác này. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tất và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, rất nhiều ngăn các bác nhá. Đấy. Có ngăn to, ngăn nhỏ, ngăn lớn, ngăn bé đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Con này thì các bác chuyên dùng để mình đeo hông đằng trước nhá. Đeo hông đằng trước rất là tiện luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Các bác lên cho em là túi hông, giá sẽ là 130.000 nhá. Có màu nâu và màu đen nhá. Đó. Lên cho em là túi hông này. Túi hông, giá của nó sẽ là 130k nhá. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đó. Thì đó là cái lô túi da bò hàng của Ý nhá. Đấy, túi da bò hàng của Ý cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đấy, thì nó sẽ có là đầu tiên là túi vuông nhá. Túi vuông là 180.000 các bác này. Đấy, con này là túi vuông 180.000. Con này là túi chéo này. Đấy, túi chéo thì giá của nó sẽ là 140.000. Và túi hông, con này thì các bác dùng để đeo hông nhá, đeo hông, đeo bụng đấy. Đấy, các bác lên xem là túi hông cũng được mà túi đeo bụng được. Túi đeo bụng giá sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá, thắt lưng da bò của Mỹ. Đây. Đấy, thì nó sẽ có hai màu cho các bác. Đó là màu đen và màu nâu nhá, cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đây, mặt của nó thì cơ bản nó là như này. Đấy, còn nó có thể thay đổi tùy theo lô nhá, tùy theo lô thì cái mặt này nó có thể thay đổi các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Mặt tráng gương cực kỳ đẹp và đúc liền hết này. Mặt tráng gương đúc liền, thép không gì nhá.
đấy, và chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên, cho nên là nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau đấy. Hai con thôi nhưng đã có độ dài ngắn khác nhau rồi. Đây, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên các nhá. Đây, hàng made in USA đây. Con này thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, made in USA cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 190.000. Chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3 nhá, từ 1m1 đến 1m3. Đây. Đấy, em chỉ cần đo hai cái này thôi này, vào đầu bằng nhau này. Đấy, và cái đuôi của nó đã có cái dấu hiệu khác nhau rồi. Đấy, lệch nhau các nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ này. Đây thì nó sẽ là hàng của Mỹ, đây, made in USA nhá, made in USA này. Đó. Con này thì nó sẽ là dòng mặt đúc liền và con lăn rất là chắc luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy con lăn này vào là ok. Đấy, khi nó căng ra thì nó lại theo cái chiều siết con lăn này vào, cho nên là không bao giờ bị tuột các bác nhá, không bao giờ bị tuột. Đó, rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho một cái thắt lưng da bò như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Đó. Lên cho em là thắt lưng da bò này. Đó. Thắt lưng da bò. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con thắt lưng da bò như này. Đấy, sẽ là rất là đẹp luôn và có hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá. Đấy, có hai màu cho các bác lựa chọn này. Có màu đen và màu nâu. Tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, màu đen và màu nâu da bò nhá. Đó, rất là đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví da bò nhá. Ví da bò thì bên shop về nó cũng có hai màu, có màu đen, có màu nâu, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhá. Đấy, cũng là hàng của Mỹ này, made in USA nhá. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên luôn. Đấy, từ cái đường kim, mũi chỉ, đường may, đường khâu cực kỳ là chi tiết luôn này con này. Đấy, hàng này em bao các bác về các bác đốt thoải mái luôn, test thử thoải mái, lấy bật lửa ra hơ thoải mái luôn nhá. Các bác hơ trên cái bề mặt da như này nhá, mà da không bị xém là ok. Còn các bác hơ vào cái phần chỉ này thì nó cháy là chuyện bình thường. Đó. Thì hàng của nó sẽ thiết kế siêu mỏng, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị cạnh túi nhá. Đấy, có một ngăn khóa để các bác để các giấy tờ cần thiết, một ngăn, hai ngăn phụ nữa này, và các cái ngăn để các bác để thẻ này, để ví, để giấy tờ này. Đấy, những ngăn này đều là ngăn thật hết nhá, và máy cách chứ không phải là liền nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá, 120.000. Đó, các bác lên mã giúp cho em là ví da bò nhá. Lên cho em là ví da bò, giá sẽ là 120.000. Ví da bò này sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho cái ví da bò như này. Đó. Lên mã giúp cho em là ví da bò nhá. Đó. Các bác lên cho em là ví da bò. Ví da bò. Giá sẽ là 120.000. 120.000 cho một chiếc ví da bò như này. Đó. Tiếp theo thì một cái mặt hàng của Mỹ đó là mũ lính Mỹ các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là mũ lính Mỹ. Con này thì giá chỉ có 150.000 thôi. Con này thì các bác biết rồi, bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ các bác này, American này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Con này đội vào thì cực kỳ là ôm đầu và đẹp luôn. Đây. Đấy, để em test thử sản phẩm cho các bác xem nhá. Đây. Đây qua đây. Đấy. Thoải mái luôn nhá. Thoải mái luôn. Thoải mái luôn các bác này. Đây, các bác xem em đập rất là mạnh tay luôn nhá. Đập rất là mạnh tay luôn đây con. Đập rất là mạnh tay luôn. Không hề có hề hấn gì luôn các bác nhá. Đấy. Không hề có một cái hề hấn gì luôn. Đó, rất là ngon lành. Hàng của Mỹ US các bác này. Công ty này thì nó chuyên sản xuất cho đồ của quân đội nhá. Đấy. Đây. American các bác này, American này. Đó, hàng của Mỹ nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Thì con này các bác lên cho em là mũ lưới nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là mũ lưới. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đó. Các bác lên cho em là mũ lưới này, mũ lưới. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con mũ lưới như này. Con này thì dùng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, có phần quai đeo các thứ này và có cả điều chỉnh các bác nhá. Đấy, đây. Ở trong này nó sẽ có các cái phần để cho các bác quai đeo và điều chỉnh cái mức độ vừa của đầu mình nhá. Đấy, theo cái size đầu của mình. Rất là ok luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn, ngon lành, cành đào nhá. Và giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150.000. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món, hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó.
design in Germany không này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá. 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá. Tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy,
combo. Combo thì sẽ có cho các bác, đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sự nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về một lô cái đồ thiết bị vệ sinh cao cấp hàng nội địa của Nhật, thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con sen cây nhá. Con này thì nguyên cái củ này của nó thì nó nặng khoảng là đi 2 cân rưỡi các bác nhá, khoảng 2 cân rưỡi đến 2 cân 6. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp như này các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan các bác này, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật, chính hãng luôn, khắc trực tiếp trên thân như này các bác này. Đó. Hàng thương hiệu Osaka Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây thì nó sẽ bao gồm là một con củ to như này các bác này, một con củ to. Thì về nhà các bác kết nối cái phần củ vào đây cho em này. Đấy. Nói chung là cái này về nhà các bác không biết lắp thì các bác cứ gọi thợ điện nước nó đến nó lắp cho nó tiện nhá. Đấy, đây. Kết nối cái củ này vào đây này. Đấy, là xong. Đó, sau đó thì các bác sẽ kết nối cho em cái phần vòi sen này. Vòi sen tay này, nó sẽ có hai cái sen nhá, một cái sen tay này, một cái sen tay như này nhá, một cái sen tay như này. Kèm thêm cho các bác là một cái sen to đây. Một cái sen to này các bác nhá. Sen to này thì nó sẽ là có 64 cái 88, nó có 64 cái tia nước ra như này để các bác tắm và massage này. Ở đây thì nó sẽ có cái lẫy cài như này các bác nhá. Có cái lẫy cài như này. Và các bác có thể thả lên thả xuống này. Và cái đầu sen này thì các bác cũng có thể nâng lên tụt xuống được, cái cây này nó khá là cao. Đấy, cho nên là nâng cao lên được 1m8, 2m tắm rửa thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây nhá. Giá sẽ là 1.350.000. Đấy, sen cây này. 1.350.000. Yêu cầu các bác là phải cọc trước 200 nhá. Đó. Cái này là hàng nó rất là cồng kềnh và dễ vỡ. Cho nên là yêu cầu các bác là cọc trước 200. Cọc trước 200 nhá. Đó, cọc trước là 200.000. Đấy, cọc trước 200.000 thì bên em sẽ đi hàng. Còn ưu tiên cho bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác là 1.300.000. 1.300.000. Các bác cứ chuyển khoản hết cho em 1.300.000 là các bác nhận hàng là xong. Tiền ship con này nó mất khoảng 200.000 rồi, cho nên là yêu cầu các bác là cọc đủ cái tiền ship thôi để tránh cái việc hàng gửi đi gửi về là bên em mất cái tiền ship oan. Đấy, mà đóng hàng đi hàng về là hỏng hết luôn, mất công đóng nhá. Các số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ này. Đấy, đó là cái mã sen cây nhá. Hàng bằng inox 304 siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Hàng này thì không bắt nam châm các bác nhá. Đấy, không bắt nam châm. Bắt nam châm là chỉ có cái đầu ấy này thôi. Đầu cái bát sen này nó rất là mỏng cho nên là nó phải tán thêm cả thép vào cho nên nó mới bắt nam châm. Còn lại là tất cả những cái cây củ này các bác thử test thoải mái luôn, không bắt nam châm các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác các cái mẫu vòi này. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mẫu vòi của thằng con này thì bên em lên cho các bác đó là, các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Củ nóng lạnh thì con củ nóng lạnh này thì để các bác lắp vào cái đường chia của cái sen cây đấy. Nhưng mà mình không lắp sen cây thì mình có thể lắp trực tiếp cái củ nóng lạnh này vào. Và nó có một cái đường nước như này để các bác lắp cái đầu vòi hoa sen vào đây là xong. Đấy, vòi sen tắm ở đây, đắp vòi sen tắm ở đây. Thì con này các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 400
50k. Đấy, lên cho em là củ nóng lạnh này. Củ nóng lạnh giá của nó sẽ là 450k nhá. 450.000 và bao ship cho củ nóng lạnh như này. Con này thì hàng của nó cũng khá là nặng luôn. Con này của nó là nguyên cân nặng của nó là 1 cân 1 các nhá. 1 cân 1 này, các cái phần kết nối của nó đều bằng đồng hết. Đều bằng đồng hết nhá. Hàng Osaka Japan này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, thương hiệu Osaka Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000 các nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh này. Giá của nó sẽ là 450k. Đấy, 450.000 cho một con củ nóng lạnh này các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá bên em bán là 450.000 bao ship tận nhà. Còn bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua một con củ nóng lạnh mà xịn sò như này, giá không dưới 800 đến 1 triệu nhá, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Lên mã cho em là củ nóng lạnh nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi. Các bác lên cho em là vòi lavabo nhá. Đấy, lên cho em là vòi lavabo. Thì con này chuyên lắp vào chậu rửa mặt các bác nhá. Đấy, chuyên lắp vào chậu rửa mặt. Đấy, hoặc là chậu rửa bát, thì nếu mà các bác nào mà thiết kế theo cái kiểu vòi này thì cũng vẫn lắp được. Thì em lên tên nó là vòi lavabo. Vòi lavabo. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 430.000. Con này thì cân nặng của nó cũng là hơn 1 cân một chút nhá. Đấy. Thì con này của nó cũng chia ra làm hai đường nước đây, một đường nóng, một đường lạnh nhá. Đây, hai đường nước này, kết nối đều bằng đồng hết này. Đây, qua theo. Đấy, các cái phần chân kết nối của nó là bằng đồng đỏ au hết luôn. Lên cho em là vòi lavabo nhá, vòi lavabo giá của nó sẽ là 430k nhá. 430k cho cái vòi lavabo như này. Con này thì cũng gần 1 cân 1, rất là chắc chắn luôn. Con này thì nó sẽ không có phụ kiện nhá, nó chỉ có như này thôi, không có phụ kiện. Đấy, vòi lavabo không có phụ kiện nhá. Không có phụ kiện. Đấy, các bác xem kỹ video xem. Vòi lavabo và không có phụ kiện nhá, không có phụ kiện. Giá sẽ là 430.000 cho một con lòi vòi lavabo như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi lavabo rất đẹp luôn, kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, vòi lavabo. Sản phẩm tiếp theo đó là em lên cho các bác cái vòi tay đen nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi tay đen. Con này thì phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Một cặp dây cấp nước nóng lạnh này. Đấy, một cặp dây cấp nước nóng lạnh như này. Và một con vòi cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 330.000 thôi. Đầu nước này thì sẽ chia ra làm là đầu một vòi và đầu hoa sen. Đầu một vòi, đầu hoa sen này. Các bác có thể ngoắt nghéo đảo chiều. Đấy, và có cả nóng lạnh cho bác luôn nhá. Có hai đường nước nóng lạnh nhá. Kết nối rất là ngon luôn. Và cái phần củ kết nối này của nó đều bằng đồng hết các bác này. Con này thì nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mua thì nó cũng không dưới 800 đến 1 triệu nhá. Đấy, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Đây, các cái phần kết nối của nó bằng đồng hết này. Đấy, khoảng 800 đến 1 triệu. Rẻ nhất thì nó cũng phải bán cho các bác là 700.000 cho một con vòi như này. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop Phạm Huấn về cho bác giá chỉ có 330.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tay đen nhá. Đấy, vòi tay đen. Con này thì chuyên dùng cho chậu rửa nhá. Vòi tay đen chậu rửa này. À, vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy, chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em, không lắm bác lại đặt không đúng tên thì nó mất công. Giá sẽ là 330k. Vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Con này chỉ lắp cho chậu rửa bát được thôi. Đấy, không nhiều các bác lại đặt vòi xong là không biết là về lắp vào đâu nữa, xong là đặt lộn xộn, đặt linh tinh hết cả lên. Đấy, thì các bác lưu ý cho em là vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000. Vòi tay đen chậu rửa bát combo cho các bác đầy đủ phụ kiện chiếc đàng hoàng luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa bát cứng. Cái này thì nó cứng như này, còn con kia thì nó lắt léo được. Con kia thì nó có lò xo, cho nên là các bác có thể ngoắt nghéo để đảo vị trí được như này. Thì con này là vòi tay đen chậu rửa bát này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa bát cứng. Đấy. Thì nó hai con đều lắp vào chậu rửa bát cả. Lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. Và cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Vòi chậu rửa bát cứng này. Con kia là nó là ngoắt nghéo. Vòi chậu rửa bát cứng nhá. Để tránh nhầm với các loại vòi khác. Giá sẽ là 250k. Con này thì nó là cứng như này thôi. Nó cứng như này thôi các bác nhá. Đấy, còn con kia thì nó ngoắt nghéo được. Con này thì các bác có thể xoay tròn được thôi. Chỉ có xoay tròn được thôi các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 250.000. Hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy. Và nó cũng có các cái rắc kết nối như này. Có cái rắc kết nối như này con này. Đây.
Đấy, con này rắc kết nối của nó thì bằng inox thôi, chứ con kia thì nó sẽ là bằng đồng. Con kia thì bằng đồng, nó cao cấp hơn. Còn con này thì bằng inox nhá. Con này thì bằng inox thôi. Có rắc kết nối như này. Và cũng có kèm cho các bác là một cáp để các bác dẫn nước này. Đấy, dây cấp nước nóng lạnh đầy đủ cho bác luôn. Đấy, con này cũng là nóng lạnh nhá, hai nguồn nước nóng lạnh về nhà các bác xoáy vào đây chưa? Sau đó thì xoáy vào hai nguồn nước nhà mình thôi. Nó rất khá là đơn giản, rất dễ sử dụng. Thì con này lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Vòi chậu rửa bát cứng nhá. Đấy. Còn con kia thì nó sẽ là vòi chậu. Vòi chậu rửa tay đen. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác hai cái vòi chậu rửa mặt đây. Con này thì các bác lên cho em là vòi tròn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi tròn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300. Con này bao nhiêu nhỉ? Hả? Cũng 300 à. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tròn nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt, con này thì nó sẽ lắp vào chậu rửa mặt. Con này chỉ chuyên lắp vào chậu rửa mặt thôi. Đấy. Các bác lên cho em là vòi tròn. Đấy, vòi tròn rửa mặt nhá, vòi tròn rửa mặt. Bên em có hai mẫu vòi tròn và vòi vuông. Thì con vòi tròn này sẽ là 320.000. Đấy, 320.000. Các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này. Vòi tròn này. Rửa mặt nhá. Đấy, vòi tròn rửa mặt. Giá của nó sẽ là 320.000 nhá. 320.000 cho cái con vòi tròn rửa mặt như này. Con này thì phụ kiện viết đầy đủ luôn, đầu kết nối rồi cáp nước đầy đủ như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt nhá. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cái vòi vuông đây. Đấy, con vòi vuông này thì cũng kết nối các thứ đầy đủ luôn. Đấy, đầu kết nối con kia đầu kết nối bằng đồng, con này đầu kết nối thì gen thì bằng đồng, còn cái gen trên này thì bằng inox nhá. Vòng giết các thứ đầy đủ, cũng có cấp nước như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá, vòi vuông. Vòi tròn rửa mặt, vòi vuông rửa mặt nhá. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt. Đấy, nó sẽ có hai cái. Một cái là tròn, một cái là vuông, thì tùy theo. Các bác lấy cái nào thì lấy, đều là hàng thương hiệu Osaka Japan. Inox 304 không bắt 500 các bác nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thì con này của nó sẽ là bằng inox mạ chrome như này, mạ chrome bóng nhá. Mạ chrome bóng. Đấy, con này thì các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này, con này thì sẽ là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy, vòi vuông rửa mặt. Hai cái này chỉ lắp cho chậu rửa mặt được thôi nhá. Cho nên các bác lên đúng tên cho em. Hai con này là lắp cho chậu rửa mặt này. Cái này thì là vòi tròn rửa mặt, cái này vòi vuông rửa mặt. Đó. Con vòi vuông rửa mặt này thì sẽ là 350.000. Đấy. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt này. Vòi vuông rửa mặt. Đấy, vòi vuông rửa mặt giá sẽ là 350.000 các bác nhá. Đấy. Đơn hàng trên 200 là bên em đã bao ship rồi. Đó. Con này thì lên cho em là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy. Hai con. Một con vòi tròn, một con vòi vuông như này. Đấy, con vòi tròn thì là 320 và con vòi vuông là 350. Tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy, cũng rất là đẹp luôn. Những riêng những con này mà các bác ra ngoài mà mua thì đều là 5-700 hết nhá. Đều 5-700 hết. Chứ không có giá 300 đâu. Đó. Đấy thì hai con này nó sẽ là vòi chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi chậu rửa bát thì một con là vòi tay đen, còn một con là vòi cứng. Đấy. Vòi tay đen chậu rửa bát và vòi cứng chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em để tránh cái việc nhầm lẫn nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác hai cái vòi nước. Thì nó sẽ có là các bác lên cho em là van xả. Thì hôm nay em sẽ lên cái tên cho nó chuẩn theo sản phẩm để tránh cái việc các bác bị nhầm lẫn. Đấy. Thì nó sẽ lên theo là van xả một đầu và van xả hai đầu. Thì đây. Đấy, bên em sẽ có hai cái dòng như này. Thì các bác lên cho em là van xả một đầu. Đây, con này sẽ là van xả một đầu nhá, tại vì nó chỉ có xả ra một đường nước thôi. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vòi như này. Đấy. Con này thì trước bên em lên tên nó là V21, nhưng bây giờ thì em sẽ đổi tên nó thành là van xả một đầu. Van xả một đầu nhá. Đấy. Con van xả một đầu này thì sẽ là 55.000. Các bác lên cho em là van xả một đầu này. Van xả một đầu giá của nó sẽ là 55.000 các nhé. Đấy, 55.000 cho một con van xả một đầu như này, 55.000 các bác nhé. Hàng inox 304M không bắt 500. Đó, có các đầu vòi kết nối đàng hoàng. Tiếp theo là đến con van xả hai đầu, con này thì nó sẽ có hai đầu nước như này. Đấy, lên mã tiếp theo là van xả hai đầu. Trước tên con này, tên của nó sẽ là van đỏ, nhưng bây giờ em sẽ tên cho nó theo sản phẩm cho nó dễ. Đó, thì nó sẽ có hai đường nước xả ra như này. Thì các bác lên tên cho em là van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000.
Đó, thì tùy theo các bác muốn lấy cái loại một đầu cũng được, hai đầu cũng được, giá nó lệch nhau 20.000 đó. Van xả hai đầu nhá. Đấy, van xả hai đầu giá sẽ là 75k. Con này là van xả hai đầu 75.000 này. Đấy. Còn con này là van xả một đầu này. Van xả một đầu. Đây, con này là van xả chỉ có ra một đầu nước như này thôi. Giá của nó sẽ là 55.000 và con van xả hai đầu này thì giá của nó sẽ là 75.000. Tất cả đều có gioăng hết nhá. Cái gioăng này các bác có thể xoáy ra để mình kết nối các cái vòi, các cái loại vòi khác được. Đấy, và nó rất là tiện, đều là bằng inox 304M như này. Giá thì khá là tốt cho bác luôn. Đó. Van xả coi nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi xịt vệ sinh coi nhá. Các bác lên cho em là vòi xịt vệ sinh. Thì ở đây bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, một cái con vòi xịt vệ sinh cao cấp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi xịt vệ sinh nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một cái bộ vòi xịt vệ sinh này thôi. Bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 và kèm cho các bác là một cái giá đỡ nữa. Có ốc yếc các thứ đồng hàng. Về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em là xong này. Đấy. Kết nối vào đầu vòi như này cho em. Đó. Kết nối đầu vòi như này. Còn cái này thì các bác cấp với cái nguồn nước nhà mình thì nhà nào cũng có cái nguồn nước cấp chờ sẵn rồi. Đấy. Cái này thì cơ chế của nó sẽ là cơ chế tự ngắt nhá. Khi các bác sử dụng thì lúc nào mình bóp thì nó mới xả này, bóp thì nó mới xả, còn không thì nó sẽ tự ngắt. Hàng cũng của thương hiệu Osaka Japan đây. Đấy, Osaka Japan, rất chất lượng cho bác luôn. Inox 304 không bắt nam châm. Dây dài chống rối nhá, dây dài và chống rối cho các bác này. Dây dài chống rối. Đó, có kèm cho các bác cái giá đỡ này nhá, có kèm giá đỡ như này. Đấy và có kèm cả ốc luôn, rất cẩn thận nhá, có cả kèm cả ốc không ấy luôn. Đấy, có kèm cả ốc không rỉ luôn. Đấy, ốc nilock luôn. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hai cái vòi sen tắm. Đấy, sen tắm thì cái mã đầu tiên đó nó sẽ là sen quạt nhá. Các bác lên mã giúp cho em là sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp. Cái này thì các bác lên tên cho em là sen quạt tăng áp. Đấy. Nó sẽ là dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 và kết nối vào cái đầu vòi sen như này. Con này thì các bác sử dụng nước nóng, nước lạnh thoải mái luôn. Đóng ngắt trên tay như này nhá. Các bác sẽ đóng ngắt trực tiếp được trên tay và có thể điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đó, và có cánh quạt cay quay giúp tạo tăng áp lực nước rất là tốt. Con này bằng nhựa nhưng có thể dùng nóng lạnh thoải mái nhá. Dùng nước nóng thoải mái luôn. Đó, con này các bác dùng nước nóng ok thoải mái luôn. Có cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nha, có cái video test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, cùng một nguồn nước mà dùng cái sen thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng con sen quạt tăng áp này thì nó cũng giúp tăng áp lực nước khá là tốt luôn. Rồi, ok. Thì các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Sen quạt tăng áp giá sẽ là con này 100. Giá sẽ là 100k nhá, 100k. 100k cho cái bộ sen quạt tăng áp này. Không có giá đỡ nhá. Cái này là không có giá đỡ các bác nhá. Các bác lưu ý cho em luôn. Đấy. Sen quạt tăng áp 100k không có giá đỡ các bác nhá. Không có giá đỡ đâu. Đấy, các bác lưu ý là không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen, các bác lên mã giúp cho em con này nó sẽ là sen cao su nhá. Đấy. Em lên tên nó là sen cao su tại vì cái đầu vòi này của nó sẽ có cái cao su như này, giúp cho các bác kỳ cọ vệ sinh khi tắm này. Đấy. Và massage rất là tốt luôn. Các cái tia nước nó ra và có các cái nấc điều chỉnh để tăng giảm áp lực nước này. Đấy, tăng giảm áp lực nước đây. Cũng có đóng ngắt giúp tăng giảm áp lực nước này. Rồi có điều chỉnh các cái nấc chế độ này. Và có cho các bác là các cái đầu cao su như này. Để khi các bác tắm thì các bác có thể massage kỳ cọ được luôn. Đó. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho cái sen cao su như này. Để các bác lên cho em là sen cao su. Giá sẽ là 130.000. Đó. Cái này cũng không có giá đỡ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sen cao su này. Đấy. Sen cao su.
giá sẽ là 130k cho cái bộ sen cao su này nhá, và không có giá đỡ nhá, không có giá đỡ. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em, không có giá đỡ. Rồi, ok. Hello, vâng, là em Huấn Phạm này các bác nhá. Em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Bác nào gần cơ sở bên em, gần nhà bên em thì có thể qua xem và mua hàng các bác nhá. Đó. Thì bên shop lại tiếp tục về một số mã hàng mới, thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhá và một nút đăng ký kênh. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó, thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó. Design in Germany các này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dặn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp ga halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng các nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá.
đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhé. Con 5 lít đây, hàng của Đức cơ này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhé, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này quay kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này, đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. To đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển đến nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Giá rất đẹp cho các bác luôn. Các bác mua hàng thì nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo và đặt mua cho em. Đấy. Ok chưa các bác? Đấy. Đấy, các bác lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, cọc trước 200k thì bên em mới đi đơn. Giá sẽ là 750.000. Còn lại là các bác là chuyển khoản hết thì giá siêu tốt cho các bác luôn. Giá chỉ có 700.000 thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo liên quan đến cái đồ dùng nhà bếp thì đó là cái tẩy xanh các bác nhá, tẩy xanh. Con này thì khá là tiện dụng luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái loại chất tẩy nó bằng kem xanh như này, bằng kem như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác đánh trực tiếp lên các cái bề mặt của xoong nồi các thứ. Nó sẽ giúp tẩy rất là tốt cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp tẩy xanh như này. Giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000. Các bác lên cho em là tẩy xanh nhá, tẩy xanh. Đấy, giá của nó sẽ là 25k. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Tẩy xanh con này em đang bán là 30.000. Lần này về cho bác giá chỉ còn là 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Lên mã cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Mọi người cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn. Mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem tẩy xong nồi đã. Thì lên mã giúp cho em là tẩy xanh nhá. Con này thì giá sẽ là 25k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái kéo vàng các nhá. Có lên cho em là kéo vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một con kéo vàng thép SK5 như này. Đấy. Hàng của Nhật đây, Japan các nhá. Đấy. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, giấy bóng như biết các thứ này, cắt rất là ngon luôn nhá. Giấy bóng này, đấy cắt rất là ngon luôn các bạn. Đó. Con này thì các bác dùng trong nhà bếp rất là ok, nhà nào thì cũng có phải bếp, có bếp phải dùng các nhá. Đó. Cắt giấy bóng miếc cực kỳ là ngon luôn. Đây các bạn này. Đó. Cắt giấy bóng miếc rất là ngon luôn. Các bác theo. Đây. Đấy. Giấy bóng siêu mỏng mà nó cũng cắt rất là ngon các nhá. Đó. Đây, các bác theo. Cắt rất là ngon luôn. Con này của nó thì nó sẽ là thép SK5 không gỉ nhá. Đây, thép SK5 các bác này. Japan này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 40 cành thôi. Đấy, 40 cành cho một con kéo thép SK5 như này. Lên cho em sản phẩm đó là kéo vàng nhá. Lên cho em là kéo vàng này. Đó. Kéo vàng. Giá sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc kéo vàng như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó.
tất cả đều bằng hợp kim hết nhá. Những cái phần cán, phần kiếc này đều của nó đều bằng hợp kim hết. Các bác nghe cái tiếng nó kêu là các bác đã thấy thích rồi. Tất cả đều bằng hợp kim chứ không phải bằng nhựa nhá. Bằng hợp kim. Cán kiếc là bát ốc vít cái thứ rất là chắc chắn luôn, dùng sạch sẽ ngon lành nhá. Đó, không gì nhá. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k. 40k cho một con kéo vàng như này. Lên cho em là kéo vàng, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con kéo vàng như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây các bác nhá. Mic dây hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Thì nó sẽ là một cái dạng mic bao gồm cả mic cả dây, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250k. Đấy. Mic và dây đều là hàng của Nhật hết, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Cả mic cả dây luôn. Đó. Thì bên em bán theo combo mic dây như này, giá của nó sẽ là 250k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy. Lắp vào cực kỳ là ngon luôn. Hàng của thương hiệu Tomahawa, made in Japan. Chữ khắc chìm trực tiếp trên thân luôn nhá. Đấy. Đầu mic, đầu miếc cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, các cái đầu kết nối cái điếc của nó nói chung là hoàn hảo luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá siêu hạt rẻ luôn. Đây các bác này. Đấy, đầu thân mic của nó đây. Con này thì nó quá là đẹp luôn các bạn, chấm hết luôn. Khỏi về bàn luôn các bác này. Đó. Đây, những cái lỗ dập của nó cực kỳ là chi tiết và sắc nét luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là mic dây nhá. Công tắc công giếc tanh tách cực kỳ là ngon luôn. Đầu lọc các thứ này. Dây thì của nó sẽ là dây siêu mềm luôn nhá. Dây siêu mềm luôn. Mic nhỏ gọn. Âm thanh nghe trầm ấm chắc tiếng. Em đã bán khá là nhiều rồi. Đấy, dây rất là mềm luôn nhá. Đều là hàng nội địa của Nhật hết này. Made in Japan hết các bác nhá. Đó đây. Made in Japan nhá, kể cả từ dây đến mic nhá, đều là made in Japan hết này. Đó. Các bác lên cho em là mic dây nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. Đấy, lên cho em là mic dây này. Đó, mic dây nhá. Đó. Lên cho em là mic dây, giá sẽ là 250k. Đó, 250k và bao ship cho con mic dây như này. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này. Đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá. Pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó. Xoáy vào này cho em. Đó. Ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhé. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhé. Cắm sạc thì đây các bác sẽ cắm để vào trong này nhé. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy các bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi. Cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi. Một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong này. Đó, nó sẽ có cái lẫy này. Các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong.
Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lấy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lấy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lấy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn, test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhé. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó, bóp bao giờ nó lên nước thì thôi nhé. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đó. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, qua theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân này cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhá, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bạn. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bạn. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bạn này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bạn. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Chân thân mát cực sảng khoái. Năm ơi, vì anh lối hiền cho em hơn xưa ấy, đôi hoa mới yêu điều. Vâng, vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm của con loa gỗ dài các bác nhé. Con này chiều dài của nó sẽ là 40 cm. Đó, chiều dài của nó 40 cm, chiều cao 40 và rộng 40.
Con này thì nó sẽ có hai loa hai bên và một quả trầm ở giữa. Đấy, chất âm thì cực kỳ là trầm ấm, sắc nét và rất là hay luôn. Đây, vỏ của nó sẽ là vỏ gỗ như này các nhá. Vỏ gỗ như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý nhá. Con này sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc nhá. Con này thì ngoài ra các bác có thể cắm thẻ nhớ, cắm jack 3.5 và cắm thẻ USB. Nói chung là hàng đa di năng. Các bác có thể cắm được trên mọi các cái loại hình khác nhau các bác nhá. Đấy, có chân giá đỡ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang thùng gầm ấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, gầm con giữa này. Đấy, giá của nó sẽ là 250k và bao ship cho con loa gỗ này nhá. Đấy, 240.000 và bao ship cho con loa gỗ như này. Các bác lên tiệm là loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 240k và bao ship coi nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp tiệm là loa gỗ dài các bác nhá. Loa gỗ dài 240k và bao ship các bác nhá. Các bác lên tiệm là loa gỗ dài nhá. Đấy, loa gỗ dài. Con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là loa gỗ dài này. Giá của nó sẽ là 240k và bao ship cho con loa gỗ dài này nhá. 240k bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là loa gỗ dài 240.000 và bao ship. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy xay khô nhá. Đây, đấy con này nó xay cái bột nhỏ tăng như này các bác. Đấy, xay bột nhỏ tăng này các bác. Đấy, đây. Đây em đã xay thử cái bột cho các bác xem này. Đấy, nó xay nó mịn nhỏ tăng này các bác này. Đó, rất là đơn giản luôn các bác nhá. Đấy đây. Thì em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220 và đây là cái loại gạo này. Đấy, gạo trắng trong luôn nhá. Gạo này thì cực kỳ là rắn luôn. Gạo này phơi trong như này nó rất là rắn nhá. Đây các bác nhá. Đó. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó rất là tiện dụng luôn. Hàng sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, xay luôn cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Đây nhá. Đấy, xay cực kỳ là mạnh luôn. Con này khi bác xay thì nên nhấp nhả thêm nhá. Đấy, nói chung là những cái đồ máy xay thì các bác nên nhấp nhả thì nó sẽ rất là tốt nhá. Đấy, chứ mình đừng ép nó liên tục. Đấy. Thì con xay thì nhấp nhả thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều nhá. Đấy. Thì khi xay thì mình đừng nên ép nhá. Ép nhiều quá nó sẽ không tốt nhá. Đấy. Và lưu ý cho em khi các bác nhận hàng thì các bác phải đẩy cho em cái phím này nó sẽ vào cái phần quai này. Cái lẫy đen này nhá, cái lẫy đen này vào cái phần quai này để nó là cái công tắc luôn nhá. Đấy, nó sẽ là công tắc ở phần quai này. Tức là con này các bác phải đậy nắp kín thì mình mới xay được các nhá. Đấy các theo. Đấy. Kêu rất là kinh khủng luôn. Đây, đấy. Đây, em xay có một tí mà bột nó đã ra nhỏ tăng này các bác. Đấy, đây. Bột nó ra này các bác này. Đấy, các theo. Đây. Đấy em xay nó tí mà nó sẽ ra như này rồi này. Đấy, từ hạt gạo nó ra bột này các bác này. Đấy, từ hạt gạo ra bột như này. Nhỏ tăng luôn các bác nhá. Đây, các bác này. Đấy. Nó ra bột như này. Các bác dùng để nấu bột cho trẻ em này, xay tiêu, xay tỏi, xay tiêu, xay đồ khô này, nói chung là rất là ngon luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy. Máy xay khô nhá. Đó. Máy xay khô này. Máy xay khô. Con này bên shop đang bán cho các bác là 180k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120k nhá. Lên theo là máy xay khô, giá chỉ còn 120.000 cho con máy xay khô này thôi nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 120.000 cho con máy xay khô như này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Đó, hàng của Nhật đây các bác này. Đây toàn bộ chữ Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V nhá. Sử dụng điện 220V. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy. Bột nó ra nhỏ tăng như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã tiếp theo là máy xay khô nhá, 120.000 cho con máy xay khô như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mặt hàng của bên shop. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhá. Shop về rất nhiều mã hàng mới luôn thì em lại tiếp tục lên để gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái cối xay 2 lít hàng của thương hiệu Food các bác nhá. Hàng thương hiệu Food. Hàng này thì khá là nổi tiếng rồi, bên shop bán khá là nhiều rồi các bác nhá. Đấy. Một con cối xay 2 lít như này các bác này. Đó. Hàng nguyên đai nguyên kiện mới tinh, chưa qua sử dụng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm luôn các bác nhá. Đó, các phụ kiện đi kèm đầy đủ ra luôn. Và đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây. Con này thì nó sử dụng điện 220 bình thường nhá, điện 220 bình thường. Đây. Đấy. Đầy đủ cho bác luôn nhá. Về nhà thì các bác kết nối cho em cái phần cái ốc này vào cái phần cái đít này nhá. Đấy, để mình sử dụng này. Đây.
ở đây nó sẽ có một cái đầu núm như này, thì các bác quặn vào cái đít này thôi. Đấy. Kết nối vào cái đít này cho em này. Đó. Kết nối vào cái đít này nhá. Đó. Nó sẽ có một cái ốc kết nối vào đây. Nó là cái trục để cho các bác giữ khi mà mình sử dụng cái nồi này. Đấy. Để nó giữ cái cánh quạt này các bác nhá. Giữ cái cánh chém này các bác này. Đấy, cho vào đây đi. Đó. Về nhà các bác lấy tô vít các bác quặn chặt vào. Đấy, như này. Đấy, như này, sau đó thì mình bắt đầu mình sử dụng thôi. Đấy. Thì cắm điện là xong nhau nhé. Nó sẽ có số 1 và số 2. Thì đây em sẽ test thử cho bác xem luôn. Thì em sẽ xay cho bác xem đá nhé. Đó, đây. Đây các bác. Đó. Đấy, quay nhé. Đấy, số 1, số 2. Đây. Đây là cái đá viên của này. Đá viên này thuộc loại là khá là rắn rồi các bác nhé. Khá là rắn rồi. Đây. Đó, em đổ cho bác xem nhé. Đấy, đá viên. Đấy, đá nó kêu con đấy. Đúng không nhá. Đó. Nói chung là đá viên là loại là rất là rắn rồi. Test máy là cứ test đá viên này là ok nhá. Đấy, đây. Cắm điện vào này các bạn. Đó. Khi các bác xay thì giữ chặt nút cho em và mình nhấn nhá nhá. Đây. Có hai số 1, số 2 nhá. Đấy. Khi mình xay thì mình nhấn. Đấy, chưa đến 30 giây là em đã xay cái đá nó đã tát nát tan rồi các bạn. Đấy, đá tan ra luôn các bác theo đây. Đấy, các bác có thể dùng để xay đá này, xay thịt, xay các loại ngũ cốc này. Đây các bác này. Đấy, chưa tới 30 giây là em đã xay nó đã nát tan ra như này rồi các bác này. Đấy, các bác theo đây, đã nát hết rồi các bác này. Đó, các bác theo, rất là ngon luôn nhá. Đó, thì con này các bác dùng rất là tiện để xay thịt, xay cá, xay cua, xay tôm, rồi xay các loại nguyên liệu đều ok hết nhá. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là sẽ có số 1 và số 2 các nhé. Nó sẽ có số 1 và số 2. Đây, khi các bác nhấp số 1 và số 2 này. Con này thì công suất của nó sẽ là 200W này, 200W, dung tích là 2 lít, sử dụng điện 220V, 220V đến 240V nhé. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là cối xay inox nhá. Đấy, cối xay inox. Giá sẽ là 150.000 cho con cối xay inox như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là cối xay inox, giá sẽ là 150k các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là cối xay inox nhá. Đó, cối xay inox này. Cối xay inox giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho con cối xay inox như này. Đấy, cối xay inox 2 lít nhá, 2 lít. Con này dung tích của nó là 2 lít mà. Giá sẽ là 150k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Đức nhá, ấm siêu tốc của Đức. Hàng này thì nó xuất đi khá là nhiều nước luôn này. Anh này, Pháp này. Đấy, New Zealand này. Hàn Quốc này, nói chung là hàng này của nó thì hàng xuất đi rất nhiều nước luôn. Đó. Rất là chất lượng nha. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con ấm siêu tốc như này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một ấm, một cái lõi lọc và một cái đế ấm như này để các bác đun nhá. Đó. Rất là tiện dụng luôn. Đây, bộ sản phẩm của nó sẽ là như này các bác này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là một cái lõi lọc như này. Đây, có cho các bác một cái lõi lọc như này các bác nhá. Đấy, một cái lõi lọc như này. Để về các bác có thể là cho các cái loại nguyên liệu như là trà, cà phê rồi là ngũ cốc cũng biết các bác cho vào đây chưa? Đấy, hoặc các cái loại lá này mình uống cho vào đây. Đấy, sau đó thì mình cho nước vào đây là cắm phát là nó sôi luôn các nhá. Đấy. Cắm phát là sôi luôn. Và cái này thì nó sẽ có đèn báo các nhá. Đây, đấy. Bật công tắc lên thì nó sẽ có cái đây, bật cho các bác xem này. Đấy, nó sẽ có cái đèn báo màu xanh này nhá. Đấy, khi mình bật đun thì nó sẽ có cái đèn báo màu xanh này các bạn. Đó. Rất là tiện luôn và có công tắc đóng ngắt nhá. Đó, nó rất là tiện. Các bác cứ cho trà, cho cà phê, cho ngũ cốc vào đây. Mình đun sau đó thì mình bỏ ra là xong đây. Đấy, cái ấm này của nó thì khi các bác bóp vào thì cái lẫy nó tụt vào như này. Đó, rất là ngon nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, có công tắc ở đây này. Bật lên là nó sẽ có đèn báo màu xanh đây này. Đấy, có đèn báo màu xanh luôn nhá. Đây, có đèn báo màu xanh luôn. Nó sẽ rất là tiện các bạn. Đó. Và nó sẽ có dơ le tự ngắt nhá. Giá thì sẽ là 290k. Con này dung tích của nó sẽ là 1,8 lít nhá. Mắc của nó sẽ là 1,8 lít. Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Ấm siêu tốc Đức. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Ấm này. Ấm Đức cũng được. Ấm Đức giá của nó sẽ là ấm Đức siêu tốc này. Đó. Giá của nó sẽ là 290k nhá. 290k bao ship đến tận nhà, nhận hàng test thử và thanh toán nhá. Con này thì nó sẽ là đây, có thông số đầy đủ cho các bác luôn. Công suất của nó sẽ là 1,8 lít này. Đấy, 1,8 lít là mắc là 1,8 lít này. Đây, hàng xuất đi rất nhiều nước này, Hàn Quốc, Nhật Bản các kiểu con là điều luôn này. Đó. Và con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220 đến 240V này.
Đấy, 220 đến 240 V nhá. Đó. Rất là ok luôn. Rồi. Giá sẽ là 290k nhá, lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá sẽ là 290.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, nó là kia bình giữ nhiệt các bác này. Đấy, bình giữ nhiệt đây. Thì các bác lên mã giúp cho em là bình du lịch nhá. Đấy, bình du lịch. Cái này thì nó khá là nhiều các cái màu khác nhau. Nó khá là nhiều màu nhá, cho nên là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đấy. Bình du lịch nhá. Các bác lên xem là bình du lịch. Con này thì bên em đang bán là 100k. Đấy. Bình thể thao. Các bác lên mã cho là bình thể thao nhá. Con này thì nó rất là nhiều màu. Đấy, con này thì khá là nhiều màu luôn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây, con này thì nó sẽ là giữ nóng giữ lạnh luôn. Hot cool này, đấy. Giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng. Đây là mặc định của nhà sản xuất nhá. Đấy. Sẽ có một cái nắp như này này. Tiếp theo là một cái lưới lọc này các bác nhá. Đó. Su 304. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Các bác lên xem là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, nó sẽ có mấy màu cơ. Nó sẽ có mấy màu thì nói chung là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Tại vì màu nó cũng linh tinh lộn xộn đây các bác này. Đấy, màu này này. Đấy, rồi nó sẽ có thêm cả cái màu ghi, màu viết, nó lung tung màu tất cả. Nó về theo lô cho nên các bác cũng thông cảm đây. Màu đỏ ghi, nói chung là nó chủ yếu là hai cái màu này. Chủ yếu hai là cái màu này, nó có thêm một cái màu dạng như cái màu đỏ ghi gì nữa các nhá. Đó, đây. Đấy, chủ yếu là hai màu này thôi. Chủ yếu hai màu này các nhá. Thì cái shop đang gửi tới các bác cái giá là 100. Đợt này thì về cho bác giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k thì một con bình như này các bác. Đó, một con bình 1 lít như này. Đấy. Chủ yếu thì nó sẽ có hai màu này thôi. Màu đỏ đen và màu tím này. Đấy, màu tím hồng này các bác này. Đó. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Hàng inox 304. Lên mã cho em là bình thể thao nhá. Đấy. Su 304 các bác này, hàng rất đẹp luôn. Inox 2 lớp nhá. Inox 2 lớp, bên ngoài thì sơn tĩnh điện rất là đẹp, nắp niếc dày dẫn chắc chắn. Các bác có thể dùng để cho trẻ em đi học này. Đấy, đi học hoặc là mình đi làm hoặc đi công tác đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là bình thể thao nhé. Bình thể thao. Giá sẽ là 90k. Đấy, bình thể thao này. Bình thể thao nhé. Bình thể thao. Giá của nó sẽ là 90k một chiếc nhé. 90k trong chiếc bình thể thao như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhé. 1 lít các bạn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1 lít. Tha hồ các bác sử dụng luôn. Đó, rất là ok luôn. Đây. Dung tích của nó 1 lít này. Giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng. Khá là ok luôn các nhá. Đó đây. Đấy, rất là ok luôn. Đó. Đấy, rất là ngon lành nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó, 90k trong con bình như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90k nhá. Lên xem là bình thể thao, giá sẽ là 90k. Đó. Rồi, sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay, đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái võng của thương hiệu võng xếp nhá. Đó, lên xem là võng xếp này. Con này thì các bác có thể dùng, mình sử dụng để mình nằm chơi hoặc là nghỉ ngơi xem tivi đều ok hết nhá. Đấy, võng xếp Minh Đức. Con này thì chiều dài của nó khoảng trên 2m và chiều rộng của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi 70-80cm gì đấy các bác nhá. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Võng xếp. Các bác lên cho là võng xếp nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên cho là võng xếp này. Đó. Võng xếp, giá của nó sẽ là 160k. Con này nếu các bác mua mà họ bán dọc đường cho các bác là toàn 200-300 nghìn hết đấy nhá, chứ không có trên 100 như này đâu. Tăng cho anh tí. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là hơn 2m các bác, chiều dài khoảng hơn 2m và chiều rộng thì khoảng là 80cm. Đây các bác này. Đấy. Ưu điểm của con này khi mà các bác nằm ấy là nó không bị co cái võng nó thắt nhỏ lại, mà cái này nó có cái thanh này nó đan đều ra rồi, cho nên lúc nào cái võng nó cũng ở cái chế độ mở như này. Đấy, cho nên mình nằm nó cảm giác rất là thoải mái và thư giãn, và võng này là thuộc dạng là võng to. Nếu mà tính tất cả chiều dài của nó thì phải khoảng hơn 2m. Đây, đo xem. Đo đầu bên gạch, đầu bên gạch. Đấy, cho vào đầu bên gạch cái đi. Đầu bên gạch ấy. Cổ đầu bên kia. Cho vào chỗ mép này rồi. Đấy. 3. Khoảng 2m các bác nhá. Đấy, chiều dài của nó khoảng 2m. Rồi, ok. Đó, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Đây thì nó rộng như này. Bề rộng của nó thì vào khoảng là 70-80 gì đấy các bác nhá. Đấy, cũng khá là rộng luôn. Đó, thì nói chung là con này mà nếu mà banh như này thì nó phải rộng khoảng cả mét luôn các bác nhá. Đấy. Nói chung là rất là dày dẫn. Nó là thuộc dòng là dòng 2 lớp nhá. 2 lớp và thuộc dạng là cước các bạn. Đấy, nó thuộc dạng là vải dù như này.
thì thứ nhất là thoáng khí này, thứ hai là độ co giãn đàn hồi rất là tốt, dùng thì cực kỳ là thích luôn. Đó, con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi, khách hàng cũng đánh giá rất là tốt, có người mua 2-3 chiếc luôn. Đó, thì nó rất là tiện, nhà có trẻ nhỏ này, hoặc là ông bà già, hoặc là những người người ta thích nằm võng, hoặc nhà các bác có vườn cây ao cá. Đấy, bác ra nằm, đặc biệt là miền Bắc đang mất điện như này thì các bác mang võng ra ngoài nằm rất là mát. Lên cho em là võng xếp nhé, giá của nó sẽ là 150.000 cái võng xếp như này, 150k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái sạc ắp quy nhá. Sạc ắp quy thì cái mẫu mới này về thì nó chỉ sạc được cái bình 12V thôi các bác nhá. Đấy, mẫu mới này là mẫu này chỉ sạc được bình 12V thôi. Đó, mẫu này chỉ sạc được bình 12V và dung lượng của nó 6A nhá, 6A sạc bình 12V. Đó, sạc bình 12V nhá, sạc bình 12V này. Đó, sạc bình 12V thôi các bác nhá. Đó, con này thì chuyên để sạc bình 12V thôi. Đó, thì hôm trước em có cái loại mà sạc bình cả 12 cả 24, nhưng cái mẫu đấy thì em hết rồi. Đấy, thì ở đây của nó sẽ là sạc được bình 12V thôi nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 190k. 190k cho con sạc bình ắp quy 12V như này. Đấy, thì đây em sẽ khui ra cho các bác xem. Nó sẽ là một cái dạng, con này thì nó cũng là hàng của thương hiệu Foxer. Foxer này thì nó sẽ là hàng rất là nổi tiếng luôn, và nó xuất đi khá là nhiều nước nhá. Đấy, ở đây thì nó cũng đầy đủ cho các bác luôn, tính năng là chống sun phát này, khử sun phát, rồi chống đảo chiều các kiểu, con này điều luôn, nói chung là đầy đủ hết nhá. Đấy, những cái đầu kẹp đầu kiếc của nó rất là chất lượng luôn con này. Đó, bây giờ thì nói chung là mùa hè mất điện cũng nhiều, nhà dùng áp quy để chúng ta sử dụng cái quạt điện thì các bác dùng con này để sạc vào cũng rất là ok thôi. Đó, hàng cũng cực kỳ chất lượng, dày, rất dày dẫn chắc chắn nhá, có quạt tỏa nhiệt các thứ đâu đấy này. Đó, lên mã giúp cho em là sạc áp quy nhá. Đó, lên mã cho em là sạc 12V. Đấy, bên em có cả loại sạc 24, nên là các bác lên đúng tên cho em nhé. Con này là sạc 12V. Sạc 12V này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho con sạc 12V. Đó, còn con sạc cả 12 cả 24 thì giá của nó sẽ là 290 các bác nhé. Còn con này thì sẽ là 190.000. Lên mã giúp cho em là sạc bình 12V nhé, sạc bình 12V. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đuôi đèn cảm ứng các bác nhé. Đuôi đèn cảm ứng đây thì nó sẽ là một cái dạng đuôi như này, và về nhà các bác chỉ cần việc là đấu điện 220 vào bình thường, sau đó thì các bác xoáy cho em bóng đèn vào đây, xoáy bóng đèn vào đây, có nó sẽ có cái mắt cảm biến này, có người đi qua thì nó sẽ tự sáng và hết người đi qua thì nó sẽ tắt, rất là tiện dụng. Đây em sẽ test thử cho bác xem, về nhà các bác chỉ đấu đèn vào là xong thôi. Lên theo là đuôi đèn cảm ứng nhá, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đuôi đèn cảm ứng. Lên theo là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đó, đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng. Đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k trong cái đuôi đèn cảm ứng như này. Đây, em sẽ có thực tế cho bác xem luôn để em đi đến chỗ cái đèn cho em nhá. Đấy. Đây, hàng của bên shop thì khá nhiều luôn các nhá. Đa dạng mặt hàng và mẫu mã chủng loại để gửi tới các bác. Đó, đây. Thì đây là chỗ cái hành lang này, là em có lắp một cái đuôi đèn này. Đó, thì cứ đi đến nơi là nó sẽ sáng nhá. Và con này thì nó sẽ để cho các bác là ví dụ như chế độ là đấy, nó sáng ở đây các bác nhá. Đó, đây cái đuôi đèn kia các bác này. Đó, nó sẽ để cho các bác chế độ là 5 giây, 15 giây và 45 giây, thì tùy theo các bác muốn để bao nhiêu thì để các bác nhá. Đó, muốn để bao nhiêu thì để, thì 5 giây, 15 giây, 45 giây, cứ đi qua là nó sẽ sáng hoặc tắt thôi. Nó rất là tiện dụng các bác nhá. Đó, một lúc nữa là nó sẽ tự tắt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, 90k một con các bác nhá, 90k một con. Đấy, một lúc nữa thì nó sẽ tự tắt các bác nhá. Nó sẽ có chế độ là 5 giây, 15 giây và 45 giây. Và mình có thể để chế độ là ban ngày, ban đêm, hoặc là mình sẽ để 24 giờ. Nó có 3 chế độ như vậy các bác nhá. Rồi, ok. Đấy, nó tắt rồi các bác nhá. Ok chưa?